khủng u đa bà đi nhà năng u đa bà đi bành nhà u đa bà đi quên cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi đằng đô ca ni rô ta ga mi ni bà di ba đa a ri ya sa chan đi về về ca về gồm bê a na nu a su tê su tham mê su cha khủng u đa bà đi nhà năng đi bàn nhà u đa bà đi quyên cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi tăng cô bà ni đăng luôn bà ni rô ta ga mi ni bà ti bà đa a ri ya sa chan pha quê ta pan ti mê quê ta quê bu bê a na nu a su tê su tham mê su cha cùng u đa bà đi nhà năng u đa bà đi bàn nhà u đa bà đi quê cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi tăng cô bà ni đăng đô ca ni rô ta ga mi ni bà ti bà đa a ri ya sa chan pha vi tan ti mê phía ca quê bồ bê a na nu a su tê su tham mê su cha cùng u đa bà đi nhà năng u đa bà đi bàn nhà u đa bà đi quyết cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi gia hoa kỳ u cha mê việt ca quê y mê su cha tu su a ri ya sa chi su ê quan ti bà đi qua tăng đoa đa sa ca răng gia tha phu tăng nha na đa sa năng na su vi su thang a hô thi nê qua ta qua ham việt ca quê sa đê qua kê lô kê sa ma ra kê sa ram ma kê sa sa ma na ram mani ya ba cha ya sa de wa manu sa ya nu ta rang sam ma sam bo thinh a pi sam bo tho ban ya nya sin ya to ya ko me phi ta we me su cha tu su a ri ya sa ke su e wan ti ba ri wa tan va da sa ka rang ya tha pu tan ya na da sa năng vui vui xua thang na hồ si a tha hằng việt ca quê sa đi hoa kê lô kê sa ma ra kê sa ram ma kê sa sa ma na ram ma ni ya ba cha ya sa đi hoa ma lu a sa ya lu a ta rang sam ma sam bồ thi a pi sam bồ thu ban chan nha sin nha nan cha ba na mê đa sa năng u đa ba đi a cúm ba mê vi mua ti a ya man ti ma cha ti na ti đa ni qua na pha vô ti i đa ma vô cha pha ca wa a ta ma na ba cha wa vi ya phi cô pha ca wa tô pha si tăng a phi nan đô ni ma smin cha pha na vay ya karana smin phan nya ma ni ya ya ma to ko an dang nya sa vi ra chan vi ta ma lang ham ma cha kung u da ba di yang kin chi sa mu da ya tham man sa bang tang ni ro ta tham man di ba wa ti te cha pa ka wa ta tham ma cha ke kum ma di wa sa da ma nu wa sa vi su mê tăng bát đạo quá tăng bà ra na si yang mi si ba ta ne mi ca da ye ca nu ta rang tham ma cha căng bà quá thị tăng hà ba ti quá thị yang sa ma ye na wa ram ma ni na wa ni we na wa ma re na wa ram mu na wa ke na ti wa lo ca min ti phum ma na nghe hoa năng xà đăng su đau ta tum ma ha ra chi ca đề hoa tham đa ma sa về sung cha tum ma ha ra chi ca năng đề hoa năng xà đăng su ta ta qua tin sa đề hoa sa đa man đua sa về sung
ta va tình xa na điều a na sát đăng su toa ya ma ni va sa đa ma nu sa vệ sung ya ma năng đề hoa năng sát đăng su toa tu si ta đề hoa sa đa ma nu sa vệ sung tu si ta năng đề hoa năng sát đăng su toa ni ma na ra ti đề hoa sa đa ma nu sa vệ sung ni ma na ra ti năng đề hoa năng sa đăng su toa ba ra ni mi ta va sa va ti đề hoa sa đa ma nu sa vệ sung ba ra ni mi ta va sa va ti năng đề hoa năng sa đăng su toa ram ma ca di ca đề hoa sa đa ma nu sa vệ sung đề tam ba ca va yang isipata ne migada ye anuttarang dhammacakkang bhavati tang apati vati yang samane navaramane vadeve navamare navarambuna vage nativano kaminti dihane nakane nate namuhuate naya chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Hôm nay con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư công đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020
Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình trong bộ kinh Maccima Nikaya giả, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 22, kinh Ví dụ con rắn. Alagachu Pama Sutta, phân đoạn 109 đến 111 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hằng đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lạy chư đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào đoạn thứ ba, tức là đoạn kết của bài kinh Ví dụ con rắn cắn rắn. Và trong đoạn này, Lý Thế Tôn đặc biệt đề cập đến nhiều điểm mà chúng ta đặc biệt phải rất là chú ý, ngay cả một điểm mà chúng ta thường nghe đến ngày hôm nay về cái nhìn của người con Phật đối với giờ thấy sự tỏ tự siêu rồi vào rồi không biết sự tỏ cầm biết được không xin được thỉnh sự tỏ khoan hỷ cầm biết cái thỉnh sự tỏ tự siêu. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, không hiểu sao đài cái đường truyền của chúng tôi nó đang khi không bị cái ngắt ngang, không có vào được đường wifi. Bây giờ quý vị có nghe được rõ chúng tôi nói không?
xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần cuối của bài kinh Akalatdupamma Sutta, kinh xài dụ hay là kinh ví dụ của rắn. Bài kinh này chúng ta đã học phân đoạn 3 ngày. Cứ mỗi một ngày chúng ta học 2 hoặc 3 phân đoạn. Ở trong đó, mỗi một phân đoạn Đức Phật Ngài đã dạy những cái yếu lý rất quan trọng. Cái phân đoạn cuối ngày hôm nay, trong cái đoạn 109, chúng ta chú ý ở một câu nói của Đức Phật: xưa và nay, này các tỳ kheo, ta chỉ tuyên bố về sự khổ và sự diệt khổ. Xin hỏi quý vị, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Yeah. Chúng tôi hy vọng rằng là xài 3G sẽ không bị trục trặc hả? Ở cái phân đoạn kế tiếp đó, điều mà chúng ta phải chú ý là Đức Phật đã dạy chúng ta hãy buông xả bởi vì tất cả các pháp là vô ngã, cái gì không là ta, không là không ngã sở đó, buông bỏ thì tự nhiên mình sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc. Và cái phân đoạn thứ ba, chúng ta nên hiểu về giá trị của chánh pháp. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khai thuyết thì như vậy nói chung, tức là trong cái bài kinh này chỉ nhân cái sự kiện thì khứ ở đất tháng thôi mà Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo về tổng quan của giáo pháp, vì lời dạy của Đức Phật. Một lần nữa, cũng như mọi lần, Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh về lời dạy của Ngài, về sự giác ngộ của Ngài. Chúng ta hãy nghe đó để chúng ta hiểu và chúng ta không có chấp sai
giáo lý của Đức Phật như là tỳ khưu Arhat. Và bài kinh ngày hôm nay, đoạn kinh ngày hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng xương trong ngày giảng giải. Và trước nhất xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin đọc bài. 22. Kinh ví dụ con rắn. Ai lá gắt dù bám má xuất tá, phân đoạn 109 đến 111. 09. Niết bàn không phải là hư vô, không phải là sự hủy diệt. Đức Phật dạy về khổ của năm uẩn, của trầm luân sanh tử. Ngài cũng dạy con đường giải thoát là chấm dứt trầm luân sanh tử. Chính điểm này mà ngoại đạo và ngay cả qua lý giải của một số Phật tử, thì Đức Phật dạy con đường dẫn đến chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Nói cách khác là sau khi thành tựu quả vị hoàn toàn giải thoát, thì không còn gì cả. Kinh văn: Chư tỳ kheo, ta nói như vậy, thuyết như vậy. Một số sa môn, bà la môn xuyên tạc ta một cách phi chân, hồ đồ, hư vọng, không thực. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Nhưng này, các tỷ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy, ta không như các sa môn, bà la môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chân, hồ, hư vọng, không thật. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Chư tỳ kheo, xưa cũng như nay, cha ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỳ kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỳ kheo, ở đây Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư tỳ kheo, nếu ở đây những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì nay các tỳ kheo, ở đây Như Lai không có quan hỷ, sung sướng, tâm không thích thú. Chư tỳ kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì nay các tỳ kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, ở đây là trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phật, chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông chớ có quan hỷ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông hãy suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm, nên cẩn thận. Đức Phật không dạy khi một chúng sanh chứng đắc niết bàn thì sau đó còn hay không còn, hoặc còn thế nào và không còn thế nào. Về điểm này nên hiểu Đức Phật giảng dạy theo thái độ thực tiễn. Chư tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Như một thầy thuốc đối với bệnh nhân thì điểm cần nói và cần làm là căn bệnh và cách trị bệnh. Sau khi hết bệnh sẽ thế nào không phải là điều cần thiết. Tất cả chúng sanh quan niệm sự hiện hữu luôn luôn y cứ trên sự hiện hữu của năm uẩn. Pháp giả hợp do duyên, không thể do đạt, không thể đo đạt Như Lai chỉ chung cho chư vị A-la-hán. Bằng chiều kích của sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn,
thức quẩn. Do vậy, Đức Phật giờ trả lời câu Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Đây là điểm rất tế nhị mà người học Phật cần lưu tâm. 110. Đừng sợ hãi với sự buông xả, không chấp thủ tất an lạc. Nói đến khổ công làm cái gì đó, người ta nghĩ đến quả là thành tựu cái gì. Người ta cũng rất sợ mất đi cái gì đó, kể cả năm uẩn, bởi vì nghĩ rằng dù năm uẩn bất toàn, nhưng cũng còn cái gì đó để gọi là. Nếu không còn năm uẩn, thì sẽ trắng tay. Đức Phật khuyến khích sự can đảm. Kinh văn. Do vậy, này các vị kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sách phải của các ông, hãy từ bỏ sách. Các ông từ bỏ sách sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ không phải của các ông, hãy từ bỏ thọ. Các ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, tưởng không phải của các ông, hãy từ bỏ tưởng. Các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các hành không phải của các ông, hãy từ bỏ các hành. Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong rừng Cetawana này, nếu có người tìm cỏ, cây, nhành, lá rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các ông có nghĩ chăng? Người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã. Cũng vậy, này các vị kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, và cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ, vân vân, như trên, vân vân. Chư tỳ kheo, tưởng, vân vân, như trên, vân vân. Chư tỳ kheo, hành, vân vân. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. 111. Nên hiểu giá trị của chánh pháp. Giá trị quan trọng của chánh pháp là được khéo thuyết. Swakato Phagavato Thammo. Nhờ khéo thuyết mới giúp chúng sanh tháo gỡ được cách suy nghĩ cố hữu. Chúng ta thường chấp có hoặc chấp không, chấp thường hoặc chấp đoạn, chấp ngã hoặc chấp pháp. Để loại bỏ những định kiến đó không dễ dàng, Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng giải để cho thấy còn bám víu bất cứ điều gì với cái nhìn đây là của ta, ái chấp, đây là ta, mạn chấp, đây là tự ngã của ta, kiến chấp, thì đều còn phiền não, còn đau khổ như đoạn cuối của bài kinh, kinh văn. Chư tỷ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải vấn cũ. Chư tỷ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã loại trừ. Các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn. Việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hù kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí. Dòng luân chuyển sanh tử của những vị này không thể chỉ bài. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ,
Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này thần các vị quá xâm, nhập diệt tại đây, không còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, thì tất cả những gì ấy thành bậc nhất lai, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những gì ấy trở thành bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định hướng đến chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào là những vị tùy pháp hành, tùy tính hành, thì tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ khỏi các giải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những gì ấy được hướng về chư thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tân, thượng tọa minh hạnh. Nhờ con kính đảnh lễ đến thượng tọa pháp đăng cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chuyên nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần thứ ba, cũng có nghĩa là phần cuối của bài kinh ví dụ con nhắn. Vậy thì ở trong những cái phần đầu đó, chúng ta đã biết được cái duyên sự của bài kinh này rồi. Và ở trong phân đoạn thứ ba này, hoặc là cái phân đoạn chót, Đức Phật đã nói lên, Đức Phật nói lên về cái khổ quẩn, cái khổ của ngũ quẩn nó làm cho trầm lưng sanh tử. Rồi khi mà quý vị thấy rằng có cái khổ thì sẽ có cái không khổ, có nghĩa là khi mà chúng ta có về cái ngũ quẩn này nên chúng ta bị trầm lưng sanh tử, chúng ta bị khổ. Vậy thì nếu mà muốn hết khổ thì chúng ta phải chấm được ngũ quẩn này. Mà quý vị thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái đoạn chót này thì chúng ta thấy rằng là nó khác như đạo, quý vị. Có nghĩa là bây giờ mình có ngũ quẩn hoặc là mình có các căn danh pháp sắc pháp hoặc là các căn rồi kia, thì quý vị thấy rằng những cái đạo khác đó, những cái tôn phái khác đó, thì người ta dạy là thí dụ như là nhắm mắt hoặc là bịt tai hoặc là bịt miệng vân vân, thì đối với Đức Phật thì Đức Phật không có dạy chúng ta về cái điều đó, mà Đức Phật dạy cho chúng ta là chúng ta phải quán xét về cái ngũ quẩn này, quán xét về năm cái
Vậy mà quý vị thấy rằng một đạo sư đã đem những gì mà Ngài giác ngộ ra để mà giảng độ đời, để cho chư thiên và nhân loại tỏ ngộ cái pháp này và dẫn đến con đường chấm dứt sanh tử luân hồi. Vậy mà ngoại đạo, các cái sa môn và la môn ngoại đạo lại có một cái là lên án Đức Phật, lên án Đức Phật. Lên án Đức Phật là nói về cái gì quý vị? Nói về, nói Đức Phật là dạy về cái chủ nghĩa hư vô, đề cao cái sự mà đoạn diệt hoặc là quỷ diệt, tiêu diệt các cái hữu tình đó. Thì quý vị thấy rằng cái điều này là ló ra cái gì quý vị? Ló ra cái chấp, cái chấp. Thường thường họ muốn có một cái cảnh giới nào đó nó được cái sự hưởng thụ, thành ra đó kêu mà tu tập để mà chấm dứt sanh tử luân hồi thì họ không chịu. Cũng vậy, quý vị thấy rằng có những người trong cái thời nay của mình, khi mà người ta đi tu tập, người ta tạo phước đó, mình nói để mà chấm dứt cái sự khổ đó, thì người ta hỏi chấm dứt cái sự khổ đó là như thế nào, thì mình mới trả lời là không còn tái sanh nữa, không còn hiện hữu nữa. Cái họ nói vậy thì mình không có hưởng gì hả, vậy thì mình không có được tạo phước, mình tu tập mình bỏ ra bao nhiêu công sức công đức vậy đó rồi mình không được hưởng gì hết, tự nhiên cái chấm dứt sanh tử. Nhưng mà thật sự ra đó là đối với cái sự chấm dứt sanh tử đó là một cái an lạc cao thượng nhất. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ở cái cảnh giới nào đó nó cũng khổ hết á, cái cảnh giới nào nó cũng khổ hết, ngay cả cảnh giới của chư thiên cũng vậy. Khi đó chúng ta ở trên đó cũng có lúc chúng ta cũng phải bị những cái sự mà ganh tị hoặc là ghen ghét nó chi phối nữa quý vị. Ví dụ như chư thiên này chư kia có hào quang lớn, hào quang sáng hơn mình hoặc là bảo tọa rộng lớn hơn mình, thì lúc đó cũng có cái tâm ganh tị. Mà quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng là một chút xíu bất thiện pháp như vậy thôi thì nó cũng làm cho mình đau khổ. Thành ra đó, rồi nếu mà những cái vị chư thiên á, khi mà hết tuổi thọ đó cũng phải sanh xuống cõi người, rồi theo cái hạnh nghiệp từ lúc đó sẽ đưa đi đến cõi khổ, hoặc là nó nhòm qua cõi người. Nói chung là khi mà chúng ta còn hiện hữu ở trên cái thế gian này thì còn cái sự khổ đó. Mà đối với ngoại đạo á, thì lại không biết, không biết cái điều này, nên có một cái xuyên tạc, xuyên tạc về Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật, chúng ta nhớ Đức Phật có một cái câu nói ở trong cái đoạn kinh khác, đối với thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với thế gian. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật mới thuyết cho các vị tỳ kheo nghe, Đức Phật chỉ nói lên hai điều, nói về sự khổ và cách diệt khổ. Đó thì quý vị thấy rằng cái điều mà ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ thôi. Quý vị thấy rằng chỉ có hai điều này thôi mà chúng ta coi như là giống như là toàn bộ giáo lý, toàn bộ những gì mà mình cần phải làm, mình cần phải tu tập, cần phải tác chứng, cần phải đoạn trừ đó. Giống như quý vị thấy rằng chỉ có một cái câu nói thôi, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ đó. Mà quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta liễu tri được, chúng ta hiểu được về cái sự khổ và chúng ta chứng đắc được cái sự diệt khổ, là coi như là toàn bộ cái ngũ uẩn này, toàn bộ cái sự khổ ở trên thế gian này nó sẽ chấm dứt. Vậy mà quý vị thấy rằng bậc đạo sư xuất hiện ở đời để thuyết giảng, đưa cho chúng sanh thoát khỏi cái sự khổ trầm lưng, mà lúc đó đó ngoại đạo lại có cái sự phỉ báng, nói Đức Phật là coi như là theo cái chủ thuyết hư vô, theo cái chủ thuyết đoạn diệt. Nhưng mà chúng ta ở đây đó, chúng ta tu theo Phật đó, thì chúng ta sẽ học theo Phật. Chúng ta thấy ở đây có một điều Đức Phật của chúng ta đó, Ngài
chẳng những Ngài đạt đến như vậy mà Ngài còn dạy lại các vị tỷ kheo. Ngài dạy như thế nào quý vị? Lúc mà ngoại đạo mà nói Ngài như vậy đó, Ngài không có tức giận, không có sân hận, không có bất mãn, không có phẫn nộ với những cái điều đó. Mà ngược lại Đức Phật còn nói rằng là đối với những gì mà ai cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường Như Lai đó thì cũng không có không có hoan hỷ, không có sung sướng, cái tâm không có thích thú về cái điều đó. Mà Đức Phật của chúng ta đó lại quán xét suy nghĩ đây là cái điều xưa kia đã từng biết rõ và ở đây là trách nhiệm phải làm đó. Sau khi Đức Phật nói về Ngài như vậy, Ngài cũng tiếp tục Ngài dạy cho các vị tỷ kheo cũng giống phải thực hành giống như Ngài vậy đó. Đó thì đối với Như Lai là như vậy, thì các vị tỷ kheo đệ tử của Như Lai cũng phải học tập như vậy. Khi mà bị người khác mắng nhiếc hoặc là được người khác cung kính thì mình cũng không có cái sự phẫn nộ mà cũng không có một cái sự mà tham đắm ở trong đó nữa. Và lúc đó phải quán xét đây là cái điều, đây là cái trách nhiệm mà mình phải làm. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với quý vị thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy đó là chúng ta thấy rằng là coi như là bất bạo động, không có gây thù chuốc oán gì hết. Thành còn đối với một số tôn giáo khác, một số cái ngoại đạo đó thì quý vị thấy rằng cái lời nào cũng vậy, nó cũng tiềm ẩn những cái mầm móng của chiến tranh, những cái mầm móng của cái sự công kích. Còn chúng ta đọc, nhờ chúng ta học những cái bài kinh này đó mà chúng ta đọc lại đó thì chúng ta thấy rằng là cái lời dạy của Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng làm cho chúng ta có cái sự hướng thiện. Mà hễ mà cái bản thân của mình đó, mà mình hướng thiện được đó thì coi như là mình sẽ tế độ được hoặc là ảnh hưởng được những cái người ở xung quanh đó. Rồi ở trong cái phần tiếp theo thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng, dạy cho các vị tỳ kheo mình tu tập đến chi, để mà mình thấy rõ được cái sự khổ và mình làm sao để mà chứng đắc được cái sự diệt khổ. Giống như là một cái người thầy thuốc mà đối với bệnh nhân, cái chuyện mà mình cần làm là mình trị cho hết bệnh thôi, còn sau khi hết bệnh thì như thế nào, cái chuyện đó mình không có cần thiết. Đó, tự nhiên mình lúc đó mình hết bệnh thì mình sẽ cảm nhận được cái sự an lạc đó như thế nào, và cái sự hiện hữu hoặc là cái sự mà không hiện hữu của đau khổ nó chi phối mình như thế nào. Thì tự nhiên cái lúc mà chúng ta hết bệnh thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái trạng thái đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những người ngoại đạo đó họ cứ đi đến họ hỏi Đức Thế Tôn sau khi chết là còn hay là không còn đó, thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật không có trả lời, Đức Phật không có trả lời những cái điều này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nếu mà trả lời những cái chúng sanh đó hãy mà còn thì cho là thường còn, mà hãy mà nói không còn thì cho là đoạn kiến, đoạn diệt đó. Thành ra mà đối với những cái chúng sanh đó, hiểu không tớ, thành ra Đức Phật không có trả lời những cái câu đó, những cái câu hỏi đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng Đức Phật quay trở lại, Ngài mới giảng cho các vị tỷ kheo đừng sợ hãi với cái sự buông xả, đừng sợ hãi với cái sự mà không chấp thủ. Mà hãy mà mình buông xả, mình không chấp thủ á, thì tất nhiên là mình sẽ được cái sự an lạc. Dù cho ở trong cái cuộc đời này đó, quý vị thấy rằng á, mình có giàu có hoặc là mình có đầy đủ hạnh phúc đến một cái chừng mực nào, một cái chuyện mà to lớn cỡ nào đi nữa đó, thì quý vị thấy rằng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng còn trắng tay thôi. Cuối cùng mình thấy, mình đã nhìn thấy bao nhiêu người
người ta ra đi rồi, cái gì người ta cũng phải bỏ lại hết. Nhất là ở trong cái mùa Covid này đó, quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi cũng cũng cảm nhận thấy rằng là phải nói rằng là cái thân người này có lúc đó, nó phải nói rằng nó đau thương quý vị. Chúng tôi nhìn những cái hình ảnh đó, mà những người mà bị bệnh Covid đó, người ta qua đời đó, quý vị thấy rằng cũng không có cho người nhà đem xác về, rồi chỉ chờ chiếc xe đó chở từ bệnh viện rồi đi đến cái lò thiêu, rồi bắt đầu là coi như là người nhà người ta đứng đón ở giữa đường, rồi người ta nhìn chiếc xe chạy qua, xe người ta ngừng lại, người ta mở cái cốp lên để cho mình nhìn cái quan tài một cái, rồi mọi người chỉ tá chào hoặc là lại ba lại, rồi cuối cùng nó thì đều gục mặt xuống mà khóc ở trong cái sự mà đau thương. Thành ra đó quý vị thấy rằng chúng ta nhìn những hình ảnh đó đó, thì chúng ta thấy, chúng ta coi lại cái lời của Đức Phật dạy đó, thì cuối cùng đó, mình ra đi cũng trắng tay, nhưng mà cũng khổ nổi đó, đối với những cái chúng sanh đó không có tạo những cái thiện nghiệp, thành ra nhìn những cái điều này đó không có, cũng như là không có một cái sự mà chấn động ở trong tâm, không có một cái như là một cái sự mà giác ngộ ở trong tâm. Chứ quý vị thấy rằng đối với những cái vị đệ tử của Đức Phật ngày xưa, hoặc là quý vị thấy có những vị ở bên xứ Tích Lan mà cách đây mà 1700 năm, quý vị thấy rằng cách đây 1700 năm ở bên xứ Tích Lan có một cái vị võ sĩ đó, có một cái vị võ sĩ đó là coi như là đã thắng biết bao nhiêu trận, mà thắng cấp độ quốc gia đó, có nghĩa là cái vị võ sĩ này là coi như là đi đánh mà đánh cấp quốc gia, từ nước này mà đánh qua nước kia, có nghĩa là đi đấu võ đài đó quý vị. Mà mỗi lần đấu như vậy đó, thắng về đó, quý vị biết rằng là cái vị đó được người ta trao cho rất là nhiều cái vinh quang, từ những lá cờ, từ những cái huy chương, rồi từ những cái phần tiền thưởng rất là nhiều quý vị. Nhưng mà cái vị đó tình cờ đi ngang qua, nghe chư tăng tụng kinh: sắc này không phải của các ông, mà thọ này không phải của các ông, tưởng này không phải của các ông. Thì quý vị thấy rằng cái vị võ sĩ đó thắng rất là nhiều, nhưng mà khi mà vừa nghe các vị sư tụng kinh như vậy, thì cái vị này nghĩ rằng là đối với ở trên đời này có cái gì mà của mình. Ngày hôm nay mình cầm những cái đai vô địch, những cái lá cờ vô địch, nhưng mà nay mình được như vậy, rồi ngày mai mình còn được như vậy không? Mình phải bị gục ở trước võ đài. Nói chung là cái vị đó nhìn thấy rằng là thật sự các vị thì kheo tụng như vậy, coi như là trên đời này thấy rằng là không có gì mà nó trường tồn mãi, không có gì nó trường tồn mãi hết. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái vị võ sĩ này coi như là từ bỏ cái cuộc đời võ sĩ, từ bỏ cái cuộc đời thế tục luôn, từ bỏ cái cuộc đời sống ở trong gia đình, cái vị này đi xuất gia. Quý vị thấy rằng cái vị này đi xuất gia đó một thời gian không lâu, một thời gian không lâu, rồi vị này đã thọ tỳ kheo và lo tu tập đến nỗi mà quý vị thấy cái vị này là coi như là đi kinh hành mà hai cái bàn chân mà nó bị rướm máu, bị rướm máu ở hai cái bàn chân luôn. Thành ra đó cái vị này mới đi không nổi bằng cái bàn chân của mình nữa, thành ra đã bò ở dưới cái đường đi kinh hành. Chính vì vậy đó mà một tên thợ săn tưởng cái người mà đang bò đó, mà tên thợ săn đó nhìn là tưởng là con nai, thành ra đã lấy cây lao phóng vô đó, phóng vô người của ngài, rồi cuối cùng quý vị thấy rằng ngài bị trúng cái ngọn lao như vậy đó, rồi ngài cũng ráng bò tới cuối cái đường đi kinh hành, dựa vào một cái hốc đá, rồi ngài rút cái mũi lao đó ra, rồi một nắm cỏ nhét vào cái vết thương của mình, rồi lúc đó ngài quán về những cái cảm thọ.
Thành ra lúc đó Ngài đắc được A-la-hán trước khi trời sáng. Đó thì quý vị thấy rằng chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra đó để chi vị, để cho chúng ta thấy rằng là không phải là tự mà chúng ta nghe các sắc này không phải của ông, các ông phải từ bỏ nó, hoặc là các tưởng các thọ này không phải là tự nhiên mà mình biết được như vậy đâu quý vị. Nhưng mà do mình tu tập, do chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta có tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp, nó làm nhân làm duyên, và đến một lúc nào đó thiện nghiệp của chúng ta chín mùi đó, chúng ta chỉ cần nghe những cái điều đó là chúng ta muốn từ bỏ rồi. Còn ngược lại đó, mà mình không có tu tập đó, thì quý vị thấy rằng sao? Đối với tất cả chúng sanh phàm phu thì luôn luôn đối với cái thân này đó, đối với cái thân này nó thuộc về bất tịnh, mà chúng ta thấy rằng là coi như là nó lại là một cái vật đẹp đẽ, một cái thân đẹp đẽ. Thành ra chính vì vậy đó mà mình mới sanh khởi những cái tham ái, những cái tà kiến, hoặc là đối với những cái cảm thọ cũng vậy. Thọ là khổ, nhưng mà chúng ta đó, chúng ta không có chịu, chúng ta có một cái sự ảo tưởng, chúng ta cho rằng là những cái cảm thọ, những cái cảm giác này nó đem lại cái thú vui hay là cái lạc thú cho mình. Thành ra đó quý vị thấy rằng chúng ta bị đắm đuối, chúng ta bị đắm nhiễm ở trong đó. Đó, nếu mà một người á, chúng ta thấy rằng á, khi mà mình có nhận thức các sắc, hoặc là đối với ở trong cái bài học này các sắc hoặc là sắc quẩn. Sắc quẩn của chúng ta đó là những cái gì quý vị? Những cái gì mà ở trong cái thân này nè mà chúng ta thấy được, chúng ta sờ, chúng ta chạm được, chúng ta cảm nhận được. Thật sự ra đó, mình nói thân này là của mình, nhưng mà nó không phải. Chỉ cần mà trở trời tí xíu, thời tiết thay đổi tí xíu là chúng ta cũng bị trục trặc, hoặc là chúng ta ăn vật thực mà nó không có thích hợp thì chúng ta cũng bị trục trặc, hoặc là đối với nhiều cái nghiệp mà nó sanh lên đó, chúng ta cũng phải bị trục trặc về cái sắc quẩn này. Có nghĩa là nó bị cái sự khổ mà lúc đó nó không có theo như ý mình được nữa, nó không có theo như ý mình được nữa. Hoặc là đối với những cái cảm giác mình hạnh phúc, hoặc là mình đau khổ, hoặc là mình vui buồn gì đó, quý vị thấy rằng những cái cảm thọ đó thật sự ra là nó sẽ thay đổi một cách liên tục, một cách liên tục. Nhưng mà do chúng ta bị những cái ảo tưởng, thành ra chúng ta nghĩ rằng là nó đem lại cái thú vui cho mình, hoặc là nó đem lại cái lạc thú cho mình. Thành ra đó, Đức Phật mới dạy cho chúng ta là không có chấp thủ về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn hay là thức quẩn. Mà Đức Phật còn đưa ra một cái thí dụ là giống như là ở trong cái khu rừng này đó, nếu mà có những người mà người ta thâu lụm những cái cây hoặc là những cái nhánh, những cái lá rồi người ta đem đốt đồ này kia đó, thì mình có bị cũng như là mình có bị buồn đầu không? Thì các vị tỳ kheo trả lời bạch Đức Thế Tôn không? Đó thì cũng vậy, đối với đời sống mình tu tập á, để mà cái gì không phải của mình hãy từ bỏ nó. Mà cái gì mà không phải của mình quý vị, đối với sắc không phải của ta, thọ không phải của ta, tưởng không phải của ta, hành cũng không phải của ta, thức quẩn không phải của ta. Thật sự ra nó, nếu mà nói mà nó của mình á, thì nó phải nghe lời mình. Ví dụ như mình muốn nó tươi tốt hoài, sao tại sao nó không tươi tốt hoài đó? Rồi mình muốn cái cảm giác hạnh phúc nó trường tồn vậy mà tại sao nó không trường tồn? Rồi mình muốn mình tạo những cái thiện nghiệp, mình đi đến những cái nơi mà nó vui, nó hạnh phúc, nhưng mà tại sao không được? Có lúc phải đau khổ, có lúc phải hạnh phúc đó. Rồi có nhiều khi cái đối với cái tâm thức của mình muốn rằng là tâm tư mình nó được mát mẻ, nhưng mà có những cái lúc mà mình buồn phiền. Quý vị thấy rằng có những khi mà cái tâm của chúng ta nó buồn phiền đến nỗi mà có những người đó, người ta còn muốn sanh về cái cõi vô tưởng nữa. Nó thành ra quý vị thấy rằng đối với
thức quẩn hoặc là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, sắc quẩn gì cũng vậy. Chúng ta thấy rằng là nó không có theo ý muốn của mình, nó thay đổi, nó không có theo ý muốn của mình, thành ra nó là cái thực tính nó là vô thường, khổ, vô ngã. Còn chưa nói thêm một cái điều là nó là bất tịnh nữa, nó bất tịnh nữa. Thành ra Đức Phật đã phân tích cho chúng ta biết được những cái điều này đó mà mình từ bỏ, giống như là những người mà người ta gom những cái củi, nhánh lá, cỏ đó ở trong rừng đó, người ta đốt đó. Mình từ bỏ mà giống như vậy đó, mình từ bỏ giống như vậy đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là mình sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc lâu dài. Thì thật sự ra đó, quý vị biết rằng đối với cái điều này á, thì có những người ta nói là khó lắm, khó mà làm được vậy. Nhưng mà cái khó này đó có thể chúng ta làm được, có thể chúng ta làm được. Là tại sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Tại vì á, mình nhớ là Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ nói lên hai điều, sự khổ và sự diệt khổ. Đó, thì mình nhìn lại cái khổ đó, thì mình sẽ thực hiện cái điều này được. Đó, còn mà bây giờ á, mình cứ nghĩ rằng là thí dụ như có những người bị chi phối những cái tha lực, mình cứ nghĩ là thôi ở bên đây vậy rồi, nếu mà mình tu ở bên kia rồi đó, rồi nó có những cái cõi này, nó có những cái cảnh giới này đồ này kia đó, thì coi như là mình sẽ bị lùi liền, bị lùi bước liền. Còn đối với chúng ta đó, mà chúng ta tu tập cứ thẳng một con đường mà tiến, chúng ta có niềm tin, chúng ta có niềm tin về Đức Phật, chúng ta có niềm tin về lời dạy của Đức Phật, và chúng ta đã thấy tăng chúng đệ tử của Đức Phật đã thành tựu như vậy, những cái bậc mà xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại cúng dường lễ bái, thì chúng ta có cái niềm tin chắc vào cái điều mà cái lời của Đức Phật dạy. Thật sự ra ở đây không phải mình tin suông, chúng ta không phải tin suông, tại vì chúng ta thấy rằng là mình khi mà mình thực hành mình được an vui liền, mình thực hành mình được an vui liền. Nếu mà mình còn chấp, mình còn chấp vào, thí dụ như quý vị thấy rằng có cái đối với cái đời sống tu tập có nhiều người người ta hỏi là tại sao cái đạo đó là người ta để tóc, còn cái đạo mình là cạo tóc. Thì thật sự chúng tôi thấy cái sự lợi ích, thật sự ra không phải là đi tu mà phải cạo tóc. Quý vị thấy rằng cái sự cạo tóc là cũng để cho mình phân biệt mình là một cái vị tu sĩ. Và cái điều thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta cạo tóc như vậy rồi đó, thì chúng ta không có bận rộn về cái sự chăm sóc cái mái tóc của mình. Thật sự ra mình có cái mái tóc đó, mình phải chăm sóc với quý vị. Thí dụ như đối với người đời thì người ta còn cái mái tóc đó, thì người ta phải chăm sóc, người ta phải cắt gọn gàng, hoặc là người ta phải gội sạch sẽ, rồi mỗi sáng hoặc là mỗi khi ra đường người ta cũng phải chải chuốt kỹ lại. Còn đối với cái người tu là tại sao phải cạo tóc? Tại vì mình không có để dành cái thời gian để mà mình chăm sóc cái mái tóc của mình đó, thành ra mình phải cạo tóc. Mà cái sự cạo tóc đó nó có những cái lợi ích là nó làm cho mình không bị bận rộn, không bị mất thời gian với cái điều đó. Đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là nhiều khi nếu mà mình chăm sóc một cái gì đó thì coi như là nó sẽ bị dính mắc, nó sẽ bị chấp thủ vào cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là mình không có coi cái mình không có coi cái đó là nó là cũng như là quý trọng, hoặc là mình không có đặt nặng về cái điều đó nhiều đó, thì coi như là chẳng những mà chúng ta không bị dính mắc, mà hơn nữa là chúng ta có được cái thời gian để tu tập. Thành ra đó quý vị thấy rằng là ở trong cái đoạn kế tiếp này đó, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo phải từ bỏ những cái gì không phải của mình, mình phải từ bỏ. Không phải của mình là có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với sắc quẩn phải từ bỏ về cái sắc quẩn, đối với cái thọ quẩn phải từ bỏ về cái thọ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nhưng mà mình từ bỏ là từ bỏ như thế nào? Từ bỏ là từ bỏ như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta không có chấp
cứng về cái ngũ uẩn này. Chúng ta không có chấp cứng, có nghĩa là chúng ta không có quá trao chuốt về cái thân này, mà ngược lại mà chúng ta còn biết cái thân này đó là nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp, bởi thời tiết, bởi vật thực đồ vân vân, chúng ta phải biết rõ là như vậy nữa đó. Rồi những cái cảm thọ cũng vậy nữa, chúng ta cũng phải biết được là những cái hạnh phúc hoặc là đau khổ này á, là nó luôn luôn hãy mà nhân lành thì nó cho mình được cái hạnh phúc, nhân xấu thì nó cho mình cái đau khổ. Thành ra đau khổ và hạnh phúc nó sanh diệt, nó sanh lên rồi nó diệt, nó có rồi nó diệt mất, nó có rồi nó diệt mất đó. Thành ra chúng ta do vậy á, mà chúng ta cần phải quán xét để mà chúng ta từ bỏ, chứ không phải giống như là một số ngoại đạo á, người ta nói ôi tu là mình phải phá hình dị tướng, mình phải phá cái hình, phá cái tướng của mình, để nhiều khi mình đẹp quá mình tu không được. Rồi có khi là đối với cái thân này á, là mình phải giống như là mình phải hủy hoại đi đó. Đó thì cái điều này á, nó là sai lầm quý vị, nó là sai lầm. Rồi người ta còn đưa ra một cái trường hợp á, là ngày xưa đó có một cái vị đệ tử của Đức Phật á, ngài cũng đẹp như vậy, thành ra ngài sợ rằng đẹp quá ngài tu không được, thành ra ngài phải dùng thần thông của ngài đó, ngài thay hình đổi tướng đó. Thật sự ra quý vị thấy rằng người ta nói chỉ đúng có cái đoạn đầu thôi, đúng cái đoạn đầu thôi. Thật sự ra đó là cái vị đó đẹp thiệt, tướng người đẹp thiệt, đẹp đến nỗi mà người ta nhìn giống như là Đức Phật. Thành ra cái vị này vì tôn kính bậc đạo sư, vì tôn kính bậc đạo sư, thành ra không muốn để cái chúng sanh khác lầm tưởng, là mình là bậc đạo sư. Thành ra cái vị đó không để cái hình tướng của mình như vậy đó. Thành ra chúng tôi nghĩ chắc là theo cái tích chuyện đó, mà những cái chúng sanh ở trong đời sau đó, người ta biết, người ta biết không có rõ. Cũng như có những lúc đó, quý vị biết không, chúng tôi nghe có những người người ta giảng đó, ở trong câu Pháp Cú Kinh, bàn tay không thương tích có thể cầm nắm thuốc độc. Thương tích bàn tay mình không thương tích là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với người xuất gia, bàn tay không có thương tích. Thành ra cái người mà xuất gia đó, người ta sẽ lăn xả vào đời cái gì người ta làm cũng được. Đến nỗi mà những cái mà thí dụ như là đi đến những cái nơi mà trà đình tủ điếm đồ này kia, người ta cũng đi đến được. Hỏi quý vị biết tại sao không? Tại vì bàn tay ta không thương tích, có nghĩa là ta là cái người xuất gia. Thật sự ra đó, ở trong cái điều đó đó, người ta bị hiểu sai quý vị. Cái bàn tay không thương tích đó, có thể cầm nắm được thuốc độc, là nói đang nói về cái vị đó đó, là cái cô nàng đó khổ là cái vị thánh Tu Đà Hoàn. Cái cô đó vợ của cái người thợ săn á, là vị thánh Tu Đà Hoàn, một cái người nữ mà thánh Tu Đà Hoàn. Thì quý vị thấy rằng tại các vị tỷ kheo hỏi, ủa sao cô này là đắc quả Tu Đà Hoàn rồi mà mỗi ngày phải đưa cung đưa kiếm cho chồng của mình đi săn đó? Thì quý vị thấy rằng Đức Phật mới giải thích với các vị tỷ kheo là do cái bổn phận của cô làm vợ. Thì sáng cái người này kêu em đưa cung đây, em lấy giùm anh cái kiếm đó, là cái người này lấy đưa thôi, chứ người ta đâu có thích thú mong sao mà với cung với kiếm này với bao nhiêu tên này đó, tên đạn này rồi ngày hôm nay chồng mình sẽ kiếm được nhiều thịt săn hoặc là nhiều tiền vân vân đó. Người ta đâu có nghĩ về cái điều đó đó. Thành ra đó, nếu mà nói về cái người tu cũng được, nhưng mà đối với cái người tu đó cái bậc xuất gia đó là phải từ Tu Đà Hoàn trở lên, thì lúc đó mới gọi là cái bàn tay không thương tích, mình mới làm một cái điều gì đó, không phải là làm cái gì cũng được quý vị. Nhưng mà những cái bậc thánh Tu Đà Hoàn á, là coi như là những cái hành động đó là có cái trí tuệ ở trong đó, không có để mà vi phạm những cái điều gì mà để dẫn cho xuống khổ cảnh. Một cái bậc Tu Đà Hoàn đã đoạn tận được hoài nghi và tà kiến rồi, thành ra đó
các ngài không có chúng ta nghe làm cái gì cũng được, nhưng mà thật sự đang các ngài làm những cái điều thiện pháp, không có để mà những cái ác pháp mà dẫn xuống khổ cảnh đâu. Đó, thành ra đó chúng ta thấy rằng là đối với cái sự từ bỏ mà đem đến cái sự hạnh phúc đó, là mình từ bỏ về sắc quẩn này, từ bỏ về cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nó mà mình từ bỏ này là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không có chấp thủ, không có chấp thủ cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Đó, mình không có chấp thủ như vậy đó, thành ra đó chúng ta mới tháo gỡ được, chúng ta mới tháo gỡ được những cái ngày xưa giờ mà chúng ta thường chấp, chúng ta chấp có hoặc là chấp không, hoặc là có người đó thì chấp về thường kiến, có người chấp về đoạn kiến. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta gặp cái giáo pháp Sokhato Pakhatva Thammo đó, đó thì quý vị thấy rằng cái lời dạy này, cái lời dạy này đã khéo thuyết, đã khéo thuyết. Thành ra khi mà chúng ta đến với cái lời dạy này đó, để chí vị, để chúng ta hoàn toàn đoạn diệt được tất cả cái sự khổ, chứ không phải là chúng ta bám víu vào một cái điều nào hết đó. Chúng ta cũng không có mong mình đạt đến một cái sự hạnh phúc của cái cõi nào hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều cuối cùng ở đây, ở trong cái bài kinh này, quý vị thấy rằng ai mà thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật đã nói cho các vị tỳ kheo nghe. Đức Phật trình bày cái sự khổ và sự diệt khổ, rồi kế đó Đức Phật dạy cho mình từ bỏ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này, mình từ bỏ. Nếu mà mình đi đúng theo cái con đường này đó, thì mình sẽ chứng đạt được đạo quả A-la-hán. Đạo quả A-la-hán là có nghĩa là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, có nghĩa là một cái vị mà A-la-hán là đã đoạn trừ được tất cả lậu hoặc, đoạn trừ được tất cả cái kiết xứ, là coi như là chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn nếu mà cái vị nào không đạt đến được quả vị A-la-hán thì coi như là cũng đoạn trừ được năm hạ phần kiết xứ. Năm hạ phần kiết xứ có nghĩa là trở thành cái bậc A-na-hàm đó quý vị. Trở thành cái bậc A-na-hàm đó là đoạn diệt được cái gì? Hoài nghi kiết xứ, tà kiến, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Alo, dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kết đó, đoạn cuối cùng á, thì Đức Phật đã dạy cho các vị tỷ kheo nghe, hãy mà thực hành đúng theo cái điều này, thì nếu mà thực hành đúng thì sẽ trở thành bậc A La Hán. Có nghĩa là đoạn diệt được tất cả các cái kiết xứ, hoài nghi tà kiến rồi giới cấm thủ, hoài nghi kiết xứ, tà kiến, kiết xứ rồi giới cấm thủ, kiết xứ đó. Đó, còn nếu mà đạt A-la-hán thì đoạn diệt hết hết tất cả các kiết xứ. Còn mà đạt đến A-na-hàm là coi như là đoạn diệt được năm hạ phần kiết xứ, hoài nghi nè, tà kiến nè, giới cấm thủ nè, rồi dục ái và sân hận, dục ái và sân hận quý vị. Còn nếu mà không đạt đến A-na-hàm đó, thì coi như là cũng đạt đến một cái bậc mà Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là có nghĩa là cái vị thánh, cái tầng thánh thứ hai đó, cái tầng thánh thứ hai quý vị. Cũng còn không thôi thì cũng đạt đến một cái vị thánh Tu Đà Quần, đạt đến một cái vị thánh Tu Đà Quần, là đoạn trừ được ba cái kiết xử đó, là đóng kín được bốn cái cửa mà đi xuống ác đạo đó, có nghĩa là không bao giờ mà cái vị thánh Tu Đà Quần mà rơi vào bốn đường ác đạo hết. Thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là lúc đó đó Đức Phật đã trình bày về cái quả báo khi mà thực hành như vậy đó, thì đạt đến đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Còn nếu mà không có đạt đến được như vậy đó, thì cái vị này cũng trở thành
Ngài trở thành cái bậc dĩ vị. Tùy tính hành, tùy pháp hành, tùy tính hành, tùy pháp hành. Như nào mà được gọi là tùy tính hành quý vị? Tùy tính hành này đó, ngài có nghĩa là cái bậc mà phàm nhân, ngài cái vị phàm nhân đó, đó người ta tuy rằng là còn phàm nhưng mà người ta vẫn nương theo đức tin, ngài vẫn nương theo cái đức tin để mà tu tiến, ngài và đạt đến, ngài chứng đắc được quả vị dự lưu, ngài có nghĩa là chứng đạt được bậc sơ quả hay là bậc thánh, tu đà quần đó. Thành ra nương theo cái niềm tin, ngài nương theo cái niềm tin để mà tu tập, ngài thành ra đạt đến đạo quả tu đà quần, thành ra gọi cái bậc đó là tùy tính hành đó. Rồi á, nếu mà không đạt được như vậy á, thì cũng đạt được là tùy pháp hành. Tùy pháp hành, tùy pháp hành có nghĩa là cái người đó như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái người đó cũng là còn là phàm nhân, còn là phàm nhân rồi nương theo trí tuệ, nương theo trí tuệ để mà tu tiến, để mà chứng đắc được đạo quả tu đà quần. Thành ra gọi cái vị đó là tùy pháp hành. Đó, bậc này thì chúng tôi nhớ rằng như là lúc trước có học ở trong bài kinh nào nói là cái bậc mà tùy tắc hành, tùy pháp hành á, là cái bậc đó là có tuệ quyền mạnh, có nghĩa là ảnh hưởng của cái trí tuệ nhiều, ảnh hưởng của cái trí tuệ mạnh nhiều. Thành ra đó, rồi quý vị thấy rằng là coi như là còn cuối cùng thì nếu mà mình nghe lời Đức Phật, mình khéo tu tập cái lời dạy này của ngài thì không đạt được những cái bậc mà kể trên đó, thì coi như là cũng hướng đến cái quả vị chư thiên, có nghĩa là sanh về cõi trời đó. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là đối với cái lời dạy của Đức Phật đó, khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta khéo tu tập thì chúng ta không đạt được những cái quả vị lớn, thì chúng ta cũng đạt được những cái bậc mà cũng như là những cái vị mà chờ đủ quốc độ để mà chứng đắc được sơ đạo sơ quả đó. Còn nếu mà không được như vậy đó thì cũng sanh về thiên giới, sanh về cõi chư thiên. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với ngoại đạo ở trong cái đoạn này, ngoại đạo mà chỉ trích Đức Phật là chủ thuyết hư vô, là cái điều này là một cái điều mà sai lầm, một cái điều mà cũng như là xuyên tạc Đức Phật. Cái lời dạy của Đức Phật, khi mà Đức Phật dạy ra đó, thì quý vị thấy rằng những bậc nào đầy đủ duyên lành, tu tập tu tiến thì chứng đắc được đạo quả niết bàn, thì không đạt được như vậy đó thì cũng không còn sanh đi sanh lại ở cõi dục giới này, hoặc là nếu mà đạt đến cũng không còn sanh nhiều lần ở trong cái cõi dục giới này, mà nếu mà có thấp nhất á, thì cũng sanh về cõi chư thiên đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật không có nói rằng là cái sự hủy diệt, cái sự đoạn diệt gì hết. Đó, cái lời dạy gì nè, đó, Như Lai trình bày về sự khổ và sự diệt khổ đó, rồi từ bỏ, không có chấp thủ về cái ngũ uẩn này, thành ra đạt đến những cái quả vị như vậy đó, từ cõi chư thiên và trở thành là một cái vị án, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thành ra tùy theo cái khả năng, ai tu tập, ai bao nhiêu pháp độ, đầy đủ pháp độ, đầy đủ cái sự tinh tấn, tu tập như thế nào thì đạt đến cái quả vị như vậy. Nhưng mà cái cuối cùng mà được an lạc nhất là như thế nào, là chấm dứt cái ngũ uẩn này, thì như vậy đó thì mới gọi là cái sự an lạc tuyệt đối, chứ không phải là giống như ngoại đạo mà nói về cái cảnh giới này, cảnh giới kia, nó có được hưởng những cái gì mà mình đã làm. Thật ra đó thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi á, là chúng ta đạt được cái lợi ích là lớn nhất, cái lợi ích là lớn nhất là khi mà mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Thử rồi quý vị nghĩ, nếu mà mình không còn hiện hữu trên thế gian này nữa thì lúc đó mình đâu phải mang cái thân này, nó bị cái chứng bệnh này, nó bị đau rồi bị buồn, bị vui, bị đủ thứ chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng mình không có những cái đó thì nó mới là an lạc tuyệt đối. Thành ra đó, đối với cái lời dạy của Đức Phật làm cho chúng ta đoạn tận khổ đau, chứ không phải là một cái chủ thuyết hư vô giống như ngoại đạo xuyên tạc đối với cái lời dạy của Đức Phật. Kính bạch chư tăng, kính quý vị, bài giảng ngày hôm nay thì
Chúng con xin được trình bày với bao nhiêu thời gian vừa qua. Bây giờ thì để thời gian lại cho Chư Tăng thảo luận. Con xin dâng cái phước này đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài vị được an vui mà tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng niều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giả. Sao thuộc trường địa phương tính. Thưa quý vị, chúng tôi không thấy thiền tòa tuổi siêu còn ở trong rung, không biết quý vị có thấy không? Quý Phật tử có thấy thiền tòa tuổi siêu có mặt ở trước máy không? Vậy, dạ vâng. Thiền tòa Pháp Đăng ấy, thiền tòa Khoan Hỷ, thiền tòa Khoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Không biết thiền tòa Pháp Đăng có, thiền tòa Pháp Đăng có, dạ. Thiền tòa Pháp Đăng, khi mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng xưa cũng như nay, ta chỉ nói về sự khổ và sự diệt khổ. Xưa cũng như nay, ta cũng nói về chỉ nói sự khổ và không sự diệt khổ. Thật ra bên Phật giáo Bắc truyền có một cái câu là trong 49 năm Như Lai không nói một lời gì cả. Một câu nói rất là đại thừa. 49 năm ta không nói lời câu này gì cả. Nhưng mà bên Nam Tông thì có câu mà xưa cũng như nay, ta chỉ nói về sự khổ và sự diệt khổ, thì cái câu đó nó mang ý nghĩa và nó phải là một sự đóng khung hay là nó là một sự khẳng định gì mà chúng ta nên hiểu hay không? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Con kính cung thỉnh thượng tọa đang cầm mic ạ, vẫn chưa thấy âm thanh của thượng tọa. Alo, nãy chỉ nghe từ thượng tọa hỏi được cái câu rồi đường nét sẽ lại bị gián đoạn và chạy ra chạy vô, thì bây giờ thấy cái câu thảo luận một, cái câu Phật ngôn xưa và nay ta chỉ nói đến sự khổ và sự diệt khổ mang ý nghĩa gì đối với người con Phật, thì ở trong cái câu thảo luận này đó thì chúng ta nhìn thấy cuộc đời này thật sự đó, thì quý vị thấy chỉ cần con Covid nhỏ thôi, cả thế giới đều đứng, biết bao nhiêu người sợ hãi. Cái sự khổ nó rất là rộng rãi trên thế gian này. Vì chúng ta thấy khổ chiến tranh nè, khổ núi lửa, rồi khổ sóng thần, khổ động đất, rồi khổ những cái bệnh dịch. Rất là nhiều những cái nỗi khổ, chiến tranh, rồi hạn hán, mất mùa, sâu bọ cào cào, hay là bất luận một cái
gì đó thì chúng ta thấy cả thế giới rất là khổ. Chúng ta thấy như là thời xưa đó, thì người Trung Quốc họ đói đến nỗi phải ăn không có rễ cây để mà ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng thấy như là Đức Phật ở đời Wesley đói khát, bệnh dịch, rồi hạn hán, rồi phi nhân, ma quỷ lộng hành. Thì chúng ta thấy rằng cái sự khổ đối với chúng ta rất là nhiều. Cái khổ căn bản của chúng ta đó là mỗi ngày nó như đói khát, về tắm rửa, đại tiện, tiểu tiện, ngủ nghỉ. Những cái điều đó mỗi ngày chúng ta phải có, và nếu mà chúng ta không có là chúng ta rất là khổ. Nên nhiều khi mình thấy những cái tai nạn, xảy ra những cái tai nạn kinh khủng đó, thì do những người tài xế họ thiếu ngủ. Họ thiếu ngủ rồi mình thấy những người họ dùng xì ke ma túy để họ có thể tăng cái sự tỉnh của mình để lái xe. Nên họ những cái họ quá kiệt sức rồi họ gây ra tai nạn. Những cái tai nạn đó thì chúng ta thấy chết rất là nhiều người. Thì như vậy thật sự đó là cái sự khổ của chúng ta rất là nhiều, quý vị. Trong bài kinh Đại Cổ Quận Đức Phật ngày nói đó. Như vậy thì cái sự quan trọng của cái người con Phật đó, thì Đức Phật thì tuyên bố nói về cái nguy hiểm của sắc, của cảm thọ, vị ngọt đó, thì không có một thế giới này không có ai có thể nói cho đầy đủ hết. Đức Phật ngài biết được cái vị ngọt của sắc, cái nguy hiểm của sắc và sự xuất ly sắc, cũng như vị ngọt của thọ, nguy hiểm của thọ và xuất ly thọ, vị ngọt của dục và nguy hiểm của dục và xuất ly dục. Thì như vậy cái nguy hiểm đó là cái gì? Chúng ta thấy thì cũng biết bao nhiêu cái nỗi khổ mà mình nói mình đi làm, trời mưa, trời nắng, kẹt xe, rồi tuyết rơi, rồi đủ thứ chuyện, rồi sạt lở, núi lở này kia nọ, tuyết lở này kia nọ. Mình biết bao nhiêu sự khổ đó, thì thật sự đó thì chúng ta nói về khổ thì chúng ta càng lớn đó, chúng ta càng thấy bao nhiêu sự khổ. Cái khổ nữa là về già mình không làm được, không có tiền tiêu xài, bệnh hoạn, rồi khổ của không có người thân, khổ không có tiền bạc, khổ của bệnh hoạn, biết bao nhiêu sự khổ. Và mỗi người không ai tránh khỏi vấn đề đó, quý vị. Chẳng qua mình có thì nó đỡ hơn tí xíu, nhưng mà ít nhiều cái sự khổ này không có người nào mà thoát khỏi hết. Và Đức Phật nói rằng cái sự diệt khổ đó là ngài muốn nói đến cái sự diệt tham ái. Bởi vì mình có khổ này là có cái sự ái đưa đến thủ hữu, đưa đến sanh. Và khi có sanh có mặt đó, thì có bao nhiêu cái sự khổ. Ví dụ mình thấy khổ của áp bức, hay là khổ của nô lệ bán thân, hay là bị đày đọa, hay là những cái khổ đó đó đều là do cái khổ sanh. Nếu mà cái khổ sanh không có thì chúng ta không có bao nhiêu cái sự khổ này, không bao giờ có cái gì. Nên Đức Phật nói rằng ta nói về khổ và sự diệt khổ, khổ của cái sự hiện hữu của ngũ uẩn, và cái sự diệt khổ là diệt cái khổ của ngũ uẩn. Chúng ta có phiền não là một cái lớn, khổ của ngũ uẩn. Bởi chúng ta thấy các bậc thánh á, các ngài hết phiền não nhưng mà các ngài vẫn còn cái ngũ uẩn, và cái ngũ uẩn còn đó thì cái đói khát á, bị người ta hành hạ đánh đập vẫn có. Chúng ta vẫn nghe những vị Phật độc giác á, bị người ta bắn vào lỗ tai, rồi đau khổ, rồi cái sự tịch diệt của cái sự mệnh chung của cái tự sự bắn vào cái lỗ tai. Hay là chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái việc mà xảy ra cho đệ tử của Đức Phật, hay là cho các cái người trên cuộc đời mình, gọi là những cái đau khổ bất hạnh đến với người đó. Những cái bệnh hoạn, những cái quan trại quán thù, những cái sự đau khổ, biết bao nhiêu cái sự khổ đó. Thành ra Đức Phật nói rằng cái khổ đó nó đều là có nhân hết á, nó đều có nhân của sự sanh tử. Mình chúng ta gọi là nhân tham á, mình có mặt ở trong một cái gia đình nào đó, một cái đất nước nào đó, thì mình có cái sự có mặt, thì thân mình nó có sự khổ của thân, tâm thì có sự khổ của tâm. Và tất cả những khổ đó là cái quả khổ, và do cái nhân tham ái. Nên bây giờ Đức Phật nói rằng ta nói về khổ và ta nói về sự diệt khổ đó,
sự diệt khổ là diệt trừ tham ái, mà tham ái đưa đến sự tái sanh đó quý vị, đó là cái cội nguồn. Tham ái đưa đến tái sanh, mà tái sanh vào người này người kia. Nên nhiều khi mình thấy mình coi lại những cái câu chuyện Trung Quốc như Thanh Cung 13 Hoàng Triều, mình coi lại những cái triều đại của những mệnh phụ phu nhân đó, những bà hoàng ở trong những vua chúa, họ cũng đấu đá sanh tử với nhau để họ được tồn tại. Rồi chúng ta nhìn vào những cái đất nước đó, mỗi lần có một cái cuộc để chọn người đó thì họ cũng thanh trừng lẫn nhau, họ giết hại lẫn nhau. Nên chúng ta thấy cái nỗi khổ đó đều phải có đó, tất cả không có ai mà không có. Hay là nhiều khi mình thấy một cái gia đình thấy có con đông đó, mình thấy hạnh phúc, nhưng mà con cái đó dành của cha mẹ bệnh hoạn nó không lo, chỉ lo giành được nhà cửa đất đai, bỏ cha mẹ trong bệnh viện, bỏ cha mẹ không có lo cho cha mẹ, giành giật những cái đất đai, những cái tiền của, nó cũng có rất là nhiều. Nên thường thường chúng ta thấy cái sự khổ của chúng ta là như vậy, vì chúng ta có cái nhân sanh. Và nhân sanh này mình hiểu rằng nhân sanh ra cái kiếp làm người, và nhân sanh ra các cái quả báo thiện ác. Mình hiểu là nhân nó trổ ra quả đó. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta thấy 18 tâm vô nhân á, có những cái tâm quả bất thiện vô nhân như nhãn thức, thọ xả, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, quan sát, thọ xả, quả bất thiện. Còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, quan sát, thọ hỷ, quả thiện. Thì đó là chúng ta gọi là có cái nhân đưa đến các cái quả thiện ác. Nên đời sống của mỗi người đó, nó gặp cái việc mà gọi là phước báo và cái quả báo. Phước báo là những cái gì cho mình được mắt thấy của cải tài sản, tai nghe những cái tiếng nói giàu có, của cải đẹp trai đẹp gái, giọng nói, hay là tiền của uy quyền thế lực đó, chúng ta cũng nghe được cái tiếng đó. Rồi mũi ngửi những cái mùi thơm, rồi miệng ăn những vị ngon, thân xúc chạm vật êm ấm, rồi tiếp thu những cái vật đó, quan sát lại những cái vật thành tựu đó. Thành ra chúng ta có những cái khổ của thân, khổ của tâm, cũng có cái sự vui của thân, cũng có sự vui của tâm. Nên mình gọi là cái quả lành, quả khổ thì cũng có. Nhưng mà đời này thì Đức Phật nói rằng khổ thì nhiều, vui thì nó ít. Ở đây thì sự nhiệt não nó càng kinh khủng hơn nữa. Nên cái sự diệt khổ đó là cái mục đích mà của những người con Phật khi suy nghĩ chín chắn như vậy. Bởi mình thấy rằng khi mình sanh lên làm người, mình giết, mình làm biết bao nhiêu chuyện. Khi mình thí dụ mình nghĩ như hoàng tử A Xà Thế, nghe lời đẹp đa xúi dục giết cha của mình. Rồi nhiều khi chúng ta coi những cái đời vua chúa giết anh em, rồi giết cha, giết mẹ để được làm đế vương đó, nó cũng rất là nhiều. Chúng ta thấy như vậy nên chúng ta nghĩ rằng có một cái kiếp làm người đó thì chúng ta có sự tiếp nhận cái cảnh từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ. Và nếu mình không kiểm soát được đó, thì mình làm những việc ác. Còn khi mình kiểm soát được đó, thì mình thấy được tất cả những người không kiểm soát được đó là họ tạo ra những cái ác nghiệp này. Còn mình kiểm soát được, nhưng mà rồi mình ở đời đó, dù mình kiểm soát được, mình có thể chấm dứt những cái lậu hoặc phiền não, nhưng mà ở đời rồi mình cũng gặp những chuyện bất hạnh. Mình thấy như Đức Phật vậy đó, Ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà Ngài tiếp độ đời đó, đâu phải hoàn toàn người ta chấp nhận hết. Cũng có những người họ công kích Đức Phật, cũng có nhiều người họ làm hại Đức Phật. Thì chúng ta thấy như vậy. Nên đó, thành một vị giáo chủ rồi thì Ngài thuyết về con đường sai lạc của luật sư ngoại đạo đó, họ cũng tìm cách để họ hại Đức Phật. Chúng ta thấy như Ngài Cường Liên, Ngài lên cõi trời, Ngài xuống địa ngục, Ngài nói về thiên quân sự, ngã quỷ sự đó, thì những cái lợi tích của những ngoại đạo họ mất đi đó, thì họ mướn những người đi giết Ngài Cường Liên. Chúng ta thấy Ngài là bậc thánh, Ngài chỉ nói là sự thật thôi, mà Ngài cũng khi mà Ngài nói sự thật như vậy, người ta tỉnh ngộ đó, thì người thấy luật sư ngoại đạo là những cái tà thuyết, những cái thuyết điên cuồng, những thuyết lý luận đưa đến sự đau khổ trong tương lai. Nên Ngài cũng bị những cái người đó họ bỏ tiền của ra là mướn người đi sát hại. Như vậy thì chúng nghĩ rằng thật sự ra mà chúng ta có tu rồi, chúng ta cảm nhận cái sự khổ trên thân chúng ta đó, cái sự mà khổ mà Đức Phật nói rằng chúng ta phải tắm rửa nè, ăn uống và đại tiện tiểu tiện nè, ngủ nghỉ nè, rồi giặt giũ nè, rồi nhà cửa phải vệ sinh nè. Đó là những cái căn bản mà chúng ta, những cái khổ thì chúng ta có, dù cái người giàu cỡ nào đó
thì họ có nhà thì họ cũng phải lo dọn dẹp nhà, họ có thân phải lo tắm rửa, có thân họ lo phải nấu nướng ăn uống, có thân họ đại tiện tiểu tiện họ phải lo rửa ráy, rồi có thân bệnh hoạn họ phải lo cái thân của họ. Đó là những căn bản khổ mà ngày nào chúng ta cũng phải mang vác, không thể nào tránh rồi. Nên khi chúng ta nói về cái sự khổ và sự diệt khổ đó, thì chỉ khi nào chúng ta chiêm nghiệm lại cái khổ của thân chúng ta và cái khổ của sự luân hồi đó, thì chúng ta mới biết rằng tại sao Đức Phật nói rằng ta nói về khổ và nói về sự diệt khổ thôi. Ta nói cho người biết, người hiểu, người có suy nghĩ. Chứ ta không nói cho người không biết, không hiểu, không suy nghĩ. Ngài không có nói cho những người như vậy. Vì những người đó cũng giống như là cái muỗng canh thôi, bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon. Còn Ngài nói cho người biết, người hiểu đó, người có suy tư đó, cũng giống như cái lưỡi nếm canh, tức thì biết được vị lành ngọt ngon. Gần hiền chăm chú học khôn, tức thì thấu nhập thấp môn dễ dàng. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói về cái câu xưa và nay ta nói về khổ và sự diệt khổ là như vậy. Bây giờ thì con xin trả cái miết lại cho Thượng Tọa Giảng Đẳng để Thượng Tọa tiếp tục điều hợp. Chào chú kính trình Thượng Tọa Pháp Vân Đăng. Thượng Tọa Tế Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không? Không biết Thượng Tọa Tế Quyền. Thượng Tọa Tế Quyền, cái câu nói mà Đức Phật Ngài nói rằng xưa và nay đó, như là chỉ dạy về sự khổ, sự diệt khổ. Nếu mà chúng ta chỉ trích trong một câu đó thì chúng ta hiểu cách khác đi. Nhưng mà ở đây trong cái mạch văn đó, là ngoại đạo nói rằng Đức Phật dạy là chấm dứt sanh tử, đoạn tận năm uẩn. Tức là Đức Phật dạy về chủ nghĩa hư vô. Tức là Đức Phật ngài theo cái chủ nghĩa hủy diệt. Thật ra có một vị hòa thượng rất nổi tiếng trong là hòa thượng Trí Quang á. Thì hòa thượng nói rằng bên Nam Tông á, khi nói được cứu cánh là mang tới cái đoạn kiến, sùng bái đoạn kiến. Quý vị là đọc trong cái quyển mà đọc Pháp Cú Nam Tông thì Hòa Thượng Trí Quang nói như vậy. Là bên Nam Tông đoạn kiến, tức là mình tu để rồi mình diệt hết mất tất cả. Đó gọi là đoạn kiến. Thì ở đây ngoại đạo cũng nói Đức Phật là Đức Phật giảng về sự chấm dứt sanh tử, đoạn từ khổ đau là theo chủ nghĩa hư vô, theo chủ nghĩa đoạn diệt. Thì Đức Phật ngày mới trả lời rằng, này chư tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Thì điều đó mang ý nghĩa gì? Điều đó mang ý nghĩa gì để trả lời cái câu của ngoại đạo? Xin thỉnh ý kiến, ý kiến của Thượng Tọa Tiểu Quyền. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, các quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỷ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tự Tri Siêu Nguyên Thông, cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Nói rằng cái câu hỏi của Thượng Tọa quá hết sức tuyệt vời. Kính thưa quý vị, có đôi khi đó, người ta suy nghĩ như vậy. Ngoại đạo thời xưa và ngày hôm nay dỗ cho các vị hòa thượng. Mà nếu như các vị đó không khéo, ở đây mình nói không khéo thì cũng sẽ dễ rơi vào. Nói như vậy không phải là kính bạch sư tăng chúng con khéo, phải vậy, nhưng được hiểu trên một cái tinh thần như vậy. Như Hòa Thượng Trí Quang như vậy, nó rất là hạn cuộc, nó rất là phiến diện trong một cái nhìn như vậy. Cái lý bát nhã, cái tánh không, nó muốn nói chỗ này. Cái phần này nó không có không, cũng nó có. Cái sự chấm dứt, trình bày sự khổ và trình bày sự diệt khổ. Bây giờ 1 cộng 1 bằng 2 thế thôi. Thì nếu như trường hợp ta đã trình bày con đường, đây là khổ và đây là sự chấm dứt khổ, vậy hết thôi. Chứ không nói rằng các ngươi chấm dứt khổ rồi thôi vì các ngươi tu, tại vì chúng ta nói cái lý trực tiếp, chúng ta nói bây giờ mình tu để muốn mình không còn khổ nữa. Cũng như bây giờ cho uống thuốc thì hết bệnh, uống hay không là do mình. Còn cái chuyện mà bệnh nữa hay không nữa đó, thì nó phải có một cái sự điều, nó phải có một cái liều điều trị khác. Thế đây, chúng ta nói trên tinh thần Đức ta trình bày sự khổ và sự chấm dứt khổ, hay là sự diệt khổ. Còn cái trạng thái diệt đó nó như thế nào, thì ở đây chính chúng ta đã nói ở một cái mặt sau. Bởi vì sự thật ra không phải dễ dàng. Cũng như Niết Bàn
trời tu gì đó, cuộc không còn cái gì nữa, tu gì trời. Tu phải còn một cái gì đó, ít nhất là thí dụ như bởi vì nó mới có cái cõi Tây Phương, mới có là chiếc coi như chim ca lăng và những cái nhà trời vi vu, coi như ở nơi đó nó không có khổ đau, mà nó sẽ được cảm thọ lạc mãi mãi, vân vân. Thì đây là chính, ở chính cuộc đời này khi nào có lạc thì có khổ, mà có vui có buồn. Ở đây cái trạng thái không còn khổ đau, chấm dứt sinh tử mà mình tính niết bàn, phi lạc, phi khổ phi lạc, nó không có cái cảm thọ ở chỗ đó. Bởi vì cảm thọ thì phải có lạc, phải cảm thọ có sự vô thường. Ở đây một mặt khác nữa, khi chúng ta nói để đi tìm một cái gì có, để mà còn có đó, thì còn cái sự hiện hữu trên cuộc đời này, còn sự bám bính, tức là nó có tiếp diễn, nó có bị hệ lụy của các pháp hữu vi, dù ở bất cứ hình thái, bất cứ hoàn cảnh nào, hình thái nào, rồi chúng ta cũng sẽ bị như thế. Cũng như nó bây giờ nói có không không, không phải như vậy, không phải nói có cũng chết mà nói không cũng chết, không phải. Và chúng ta nói trên tinh thần tức Đức Phật ngày không có chỉ cho ta cái có cái không, cũng không nói cho ta một cái gì hết, mà tự chúng ta, kính thưa quý vị, cứ ăn vô là biết cái vị nó. Cũng như bây giờ chúng ta tu, chúng ta thành tựu, chúng ta thành tựu, chúng ta chấm dứt khổ đau, thì tự động kết quả nó là vậy. Phải nói Đức Phật là sắp lưu xá, coi như là chỗ này uống to đi, để khỏi người ta cứ nói gì trong bây giờ không biết gì hết. Anh cứ đến đi rồi hiểu, chứ phải đến để mà tin, đến hiểu đi, thì chỗ này nó rất là lớn. Khi mà chúng ta, bởi vì nghe khi nào chúng ta phải hiểu, khi nào mà chúng ta xác chứng, thế nào mà chúng ta đọc lại cái chỗ này nè, cái chỗ mà đây là khổ, mà điều mà Như Lai xưa và nay chưa từng hiểu, chưa từng biết, nay được thấy, được hiểu. Bài nhà bài trà nà tí, quá tuyệt vời. Xưa và nay cái sự diệt khổ này ta chưa từng biết, ta chưa từng hiểu, ta chưa từng nghe, nay ta được biết, ta được hiểu, ta được nghe. Quý vị thấy quá tuyệt vời không? Còn ở đây chính Đức Phật ngài còn nói khẳng định như thế. Chính vì cái sự chấm dứt khổ này xưa và nay chưa có, ta chưa biết, ta chưa thấy, ta chưa hiểu, nay ta được thấy, ta được hiểu, ta được biết. Và khi ta đã chứng ngộ tứ đế này, ta mới dám khẳng định trong thiên giới ma giới Sa Môn và La Môn rằng ta đã chấm dứt sanh tử, không còn khổ đau. Ta đã đoạn nguồn cơn của sanh tử đau khổ. Lật lại bài kinh Trường Thấp Luân chúng ta mới thấy. Ở đó tất cả chúng ta không phải hiểu về đạo. Chúng ta tu hành ý đăng Watame vua nhân Asawakaya hoàng hồ tú, nguyên nhân này để chấm dứt, để đoạn tận khổ đau. Bởi vì còn khổ đau là còn tiếp diễn. Khi nào chúng ta nuốt trôi được cái chữ tiếp diễn, khi nào chúng ta nuốt trôi được cái sự hiện hữu, tức là phá quát cái sự ước cầu ước muốn đó, thì ngay khi đó tất cả toàn bộ khổ buồn nó chấm dứt. Cho nên họ đang muốn sống quá, họ đang chấp thủ quá với những cái gì ở trong cõi giới hữu vi này, ở trong pháp giới hữu tình này, cho nên họ thấy cái điều đó mà nó mất đi, nó là một điều mà không vừa lòng. Thì ở đây kính thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu một chút thì chúng ta sẽ thấy lý Phật pháp nó tuyệt vời chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy sự chấm dứt khổ bây giờ được rồi, cứ đi tới thì sẽ hiểu, chứ không có nói được nữa. Thì cũng như các ngươi tu đi, các ngươi tu tập theo bát chánh đạo đi, thì tự động các ngươi thành tựu được bát chánh đạo, có nghĩa rằng các ngươi để chấm dứt khổ. Thì ngay khi đó muốn ở lại, muốn hiện hữu hay muốn có cái gì đó thì tùy. Cũng kính thưa quý vị, khi mà chứng đắc được, chúng ta nghĩ rằng bây giờ chứng đắc được tu đồ quần thôi kệ, chắc ăn rồi khỏi, có rơi vào cổ địa ngục rồi, rồi chúng ta cứ lanh quanh lòng vòn hoài cũng được, nó mong mì vậy thôi. Nhưng quả thật trên cái nhìn của các bậc hữu học á, các bậc thánh hữu học á, các ngài nhàm chán tử sinh lắm, các ngài sợ hãi cái luân hồi, sợ hãi luân hồi, chứ không phải như cái nhìn của chúng ta mà bước đời là khổ mà vui thời vẫn vui, hay để tìm một cái gì đó để mà có thể san sẻ, để mà có thể mà khải hoàn cho chính ta khi mà thành tựu. Cái đó tất cả nó đều là bị giới vứt, bị
bị chướng, bị cản hết, thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Cho nên ở đây chúng ta phải xác định rõ, nếu mà chúng ta tu, chúng ta biết đây là khổ, đây là sự chấm dứt khổ, chúng ta tu tập đi thì nó sẽ chấm dứt khổ. Rồi con mọi việc gì đó là nó sẽ tới để thấy bằng một cái nhìn của thực chứng, bằng một cái nhìn của bà cha na tí. Dạ, thì kính thưa quý vị, sa thu ký chân thượng tọa Tuệ Quyền, thưa quý vị, cũng giống như chúng ta đang là người bị bệnh và bệnh COVID, bị lây COVID-19 khẩn cấp, mà chúng ta đến gặp bác sĩ và cứ hỏi rằng bác sĩ phải cho tôi biết là sau khi tôi hết bệnh rồi thì sẽ ra sao á, thì cái chuyện đó bác sĩ nói khoan đã, vì lo cái chuyện bệnh và trị bệnh trước đã, còn cái chuyện nó ra sao chứ cả. Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ, thượng tọa Pháp Tân, đây là điểm mà có nhiều chư tăng bên Nam Tông cũng giữ cái quan điểm này. Niết bàn được định nghĩa là sự đoạn diệt tất cả pháp hữu vi. Nếu niết bàn là sự đoạn diệt tất cả pháp hữu vi thì niết bàn có thể kể là một ở trong bốn pháp chân đế không? Ví dụ mình nói trong bốn pháp chân đế là tâm, là thuộc tính của tâm, sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà bây giờ nếu niết bàn chỉ đơn giản là gì diệt tận của danh pháp và sắc pháp thì niết bàn có thể kể là một trong bốn pháp chân đế không? Cái định ý kiến của sự đoạn diệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh, Đức Tuệ Trì, Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và con nghĩ rằng chúng ta thấy rằng niết bàn là một cái từ, quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ không? Nhưng còn nghe lục bục không? Dạ, cảm ơn. Niết bàn là một cái từ mà được mô tả như là sự thành tựu của một cái vị hành giả tu tập. Thì giống như là mình được nói cứu cánh của đời sống phàm hạnh thì sẽ là đạt được cái sự giải thoát. Thì thường thì trong kinh thì lợi là mô tả là niết bàn là cái sự tận diệt hết tất cả các phiền não, không còn hiện hữu của pháp hữu vi. Bởi vì ở đây đó thì nếu mà mình nhìn lại đó, tâm thì nó là một phần chân đế của pháp hữu vi. Sở hữu tâm nó cũng là một phần chân đế của pháp hữu vi. Sắc pháp là một phần chân đế của pháp hữu vi. Thì khi mà một vị hành giả mà đắc chứng được niết bàn thì con nghĩ rằng khi mà tâm của một cái vị thánh sanh khởi lên, thấy được cái sự tịch tịnh của niết bàn và đoạn tận được những cái phiền não mình đã được đoạn tận, thì khi đó thì cái tâm của một cái vị thánh đó có được cái sự thoát khỏi cái sự thần thúc của phiền não, và đó là cái sự an lạc của niết bàn của một cái vị hành giả, đó là bậc thánh. Thì ở trong Phật giáo, trong kinh điển Pali thì ghi rằng có bốn cái bậc thánh, không có bậc thánh sơ quả, bậc thánh nhị quả, bậc thánh tam quả và bậc thánh
tứ quả đó. Thì cái bậc thánh tứ quả là bậc mà hoàn toàn tận diệt hết tất cả các cái phiền não. Còn bậc thánh tu đà quờn cũng là thấy được niết bàn, nhưng mà thấy thì nhưng mà chưa có tận diệt hết, cũng như là thấy ở xa xa gì đó thấy được cái hương vị của niết bàn, nhưng mà chưa thật sự là chứng đắc ở niết bàn. Thì nếu như bây giờ nếu nói rằng là cái tâm siêu thế là cái tâm của một bậc thánh, tâm của bậc thánh, thì tâm bậc thánh nó dù bậc thánh tứ quả cũng vậy, vị ấy có được một cái thành tựu, được cái gọi là trọn vẹn cái con đường phạm hạnh đó, thì vị ấy đã tận diệt hết cái phiền não. Thì nếu mà tâm của bậc thánh tứ quả hay là bậc thánh sơ quả sanh khởi lên, thì ở đó cũng là một trong những cái pháp gọi là chân đế hữu vi. Nhưng mà ở trong Phật giáo chúng ta thấy đó, có một cái pháp chân đế gọi là chân đế vô vi. Bởi vì chân đế hữu vi á, thì đều là do cái điều kiện, do cái nhân duyên, do những cái yếu tố trợ tạo sanh khởi. Thì dù là tâm hay là sắc pháp hay là sở hữu tâm phối hợp với tâm đó, thì cái đó cũng đều được gọi là chân đế hữu vi hết. Chỉ có cái chân đế vô vi, tức là ở đây là chỉ cho cái sự mà tịch tịnh của niết bàn, hay là chân đế vô vi. Thì cái chân đế vô vi ở đây đó, thì con nghĩ rằng bởi vì nếu mà mình thấy rằng thế gian tồn tại dưới dạng năm quẩn, thì sắc quẩn là 28 sắc pháp, thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, và thức quẩn thì là 121 tâm. Nhưng mà niết bàn á, niết bàn là chân đế vô vi đó, thì niết bàn nó không thuộc về quẩn nào, nó thuộc về ngoại quẩn. Thì cái sự chấm dứt hiện hữu tất cả các cái pháp hữu vi, thì bây giờ cái thế giới này đó, nó không cái gì ngoài cái năm quẩn này hết đó. Nhưng mà vượt ra khỏi cái thế giới này đó, thì chính là cái tịch tịnh của niết bàn, không còn sự hiện hữu của năm quẩn. Mà trong kinh thì mô tả rằng là ở nơi đâu có hiện hữu của năm quẩn và có sự chấp thủ đối với năm quẩn, như là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, do chấp thủ năm quẩn cho nên là khổ, thì nơi đâu có chấp thuẫn, có chấp thủ năm quẩn, có vô minh, có tham ái, thì cái đó nó đều là hiện hữu của năm quẩn. Thì tất nhiên nó sẽ có khổ. Chỉ có niết bàn á, thì là cái mà hoàn toàn chấm dứt hiện hữu của năm quẩn. Hiện hữu của năm quẩn là ở đây con muốn nói, tức là chân đế vô vi, tức là niết bàn. Bởi vì ở trong 31 cõi này á, thì dù gì đi nữa cũng hiện hữu ở dưới dạng một trong quẩn, năm quẩn đó thôi. Cho nên theo con hiểu thì niết bàn đó là cái sự chấm dứt hoàn toàn cái sự hiện hữu của năm quẩn. Và nếu không có năm quẩn thì con nghĩ rằng không có cái vô minh và tha mái, không có phiền não trong đất. Thì con xin chia sẻ cái ý của con qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Có điều chi chưa đủ thì con xin Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Chào thủ kinh điệp trường Thượng Tọa Pháp Tân. Sư Nguyên Thông, có mặt ở trước máy không? Có biết Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông nghe cho biết. Sư Nguyên Thông ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng đừng có sợ hãi đối với sự buông xả. Chúng ta chấp thụ là chúng ta sợ mất sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và Đức Phật Ngài dạy rằng đừng có sợ, đừng có sợ khi buông xả năm quẩn đó. Giống như là lá mà ở trong sân chùa, ta đem ta đốt, nhưng ta đổ xuống hố sâu, đừng sợ. Tuy vậy, vậy chúng ta rất là sợ. Chúng ta sợ mất năm quẩn, sợ năm quẩn không còn nữa. Thì làm thế nào mà để chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó? Thỉnh Sư Nguyên Thông.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ, có đáp án cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng tất cả chúng ta đều sợ hãi đối với sự buông xả tất cả. Cái gì có thể giúp vượt qua nỗi sợ hãi đó? Kính thưa sư phụ, nói về điểm này thì nếu mà nói ngắn gọn lại thì có thể nói là cái trí tuệ của chúng ta thì có thể vượt qua câu hỏi số 3 này. Nhưng mà làm sao thấy cái trí tuệ đó? Kính thưa sư phụ, muốn có thấy cái trí tuệ đó thì chúng ta phải thường xuyên đọc kinh và thường xuyên hành những điều gì mà Thế Tôn đã giảng dạy. Nếu mà chúng ta thường xuyên hành cái pháp hành Samatha, thì lần lần chúng ta sẽ đạt được những tầng thiện sơ nhị tam tí thiền và bốn tầng thiện của cõi vô sắc. Và nếu chúng ta quán Vipassana thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái gọi là ngũ uẩn đó không phải là ta. Tại sao? Vì tất cả chúng đều vô thường, biến hoại và vô ngã. Và cái tấm thân ngũ uẩn này, ngoài cái chuyện mà nó chứa, tích chứa không biết bao nhiêu là bệnh hoạn trong cơ thể của chúng ta, và ngoài ra nó còn tích chứa những cái âm mưu, những cái tánh xấu xa của chúng ta. Và nếu mà quan sát kỹ thì không có cái nào thật sự là của ta. Tại sao? Vì nó đâu có nghe lời ta. Thí dụ như là lấy cái thân thể con là con cũng muốn con trẻ hoài, chứ bây giờ là hơn 81 tuổi rồi mà bây giờ lại quên tới quên lui. Sự thật ra Đức Phật giảng dạy thì nói rằng cái ngũ uẩn này không có cái gì mà đáng trân quý, mà nó là mang lại cho chúng ta những cái điều mà khổ sở. Mà nếu mà chúng ta thật sự buông xả được thì chúng ta đã thấy được cái mà mình gọi là cái không khổ sở. Là tại vì cái ngâm ngũ uẩn này thì nó mang đến cho chúng ta cái khổ sở, mà khi mà chúng ta buông xả được thì chúng ta chỉ có cái tâm buông xả, cái tâm giác ngộ, thì chính cái đó là chúng ta sẽ chấp nhận được, là chúng ta sẽ thấy được và chúng ta sẽ an ổn và hạnh phúc hơn nếu mà chúng ta là buông xả được. Cái tu hành là không phải để đạt được cái gì, mà cái tu hành là để buông xả những cái dính mắc của chúng ta. Và khi buông xả thì, khi mà chúng ta thật sự buông xả thì chúng ta được hạnh phúc hơn, bởi vì không còn sự lo nghĩ, không còn cái khổ do nắm giữ cái ngũ uẩn. Vì đó là cái lý thuyết và cái đó là cái logic, cái đó là cái rationality. Nhưng mà phải là cái người thật sự có hành thiền, phải là người thật sự có tu hành thì mới có thể có cái cảm nghiệm được, cái cảm nhận được do tự thân của mình. Bởi vì là những điều đó là những điều mà Đức Phật giảng dạy. Đức Phật đã giảng dạy rằng một cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất là hành theo lời Ngài giảng dạy. Và chúng ta tôn trọng và cung kính Đức Phật thì chúng ta phải nghe những lời Ngài giảng dạy trong bài kinh này để mà hưởng được những cái vị ngọt của giáo pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những tư duy của con. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà câu hỏi đó muốn cho chúng ta hiểu biết. Con thỉnh mời sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng đã nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sao thú cái rừng sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, còn vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được đóng góp ý kiến là trong dòng lịch sử của Đạo Phật thì đến thời vua A Dục bắt đầu có một cái quan niệm mà về sau này các học giả gọi là thời kỳ Minh Nha của các bộ phái. Nhưng mà tới đầu thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật về viên đại tịch, thì mới có trường hợp là chính thức có sự phân hóa trong Phật giáo hay sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa, mà các nhà học giả gọi là Ngài Long Thọ đó, là vị sơ tổ của Phật giáo Đại Thừa. Khi mà nói đến Ngài Long Thọ là vị sư tổ Phật giáo Đại Thừa đó, thì ít có ai mà nghĩ về phương diện liên hệ đến những điều chúng ta đang bàn ngày hôm nay trong bài kinh này. Vấn đề nó nằm chỗ này, thưa quý vị.
là trong thời Đức Phật trụ thế và năm thế kỷ sau khi Đức Phật ngài viên tịch, thì cái trọng tâm của Phật giáo vẫn là nhìn thẳng vào sự khổ và tu tập học hỏi để vượt khổ, để thoát khổ. Đơn giản là như vậy. Và Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế và sau này rồi, được đặt trên một cái căn bản gọi là thực tiễn. Thực tiễn tức là đáp ứng một nhu cầu cấp thiết gọi là thực tiễn. Như là chúng ta nghe ở trong kinh nói rằng một người bị một mũi tên bắn vào, thì cái chuyện cấp thiết của người đó phải làm đó là nhổ mũi tên đó, chữa vết thương đó, chứ không phải đặt vấn đề rằng ai đã bắn tôi, người bắn tôi là ai, hay hoặc giả là sau khi tôi trị bệnh hết rồi thì tôi sẽ ra sao. Thì thật ra Đức Phật này không có đặt ra vấn đề như vậy. Ngài đặt vấn đề rất là thực tiễn. Nhưng mà sau khi Đức Phật về viên tịch Niết Bàn rồi, có một câu hỏi ban đầu nó dựa trên cái rất như là tò mò, nhưng mà về sau nó trở thành một lập thuyết là đồng ý năm uẩn là khổ, đồng ý là năm uẩn là cái sản phẩm của nghiệp, và nghiệp là sản phẩm, nghiệp là cái do phiền não tác động, nghiệp phiền não sinh ra nghiệp, nghiệp sinh ra quả. Như giáo lý Duyên Khởi, như giáo lý Tứ Đế dạy chúng ta, đó là năm uẩn là một cái sản phẩm của phiền não, của vô minh ái dục. Cái chuyện nó không có cần cãi, không cần bàn. Nhưng cái chuyện bàn là sau khi mình chỉ cần năm uẩn thì mình là ai, chúng ta còn lại gì, hay là chúng ta bắt chước gì bố hoàng chứng, là chúng ta mất hết chỉ còn nhau giờ. Chúng ta tu tập chúng ta không còn gì hết thì chúng ta còn cái gì. Thì ngài Long Thọ đó, ngài là vị đầu tiên đã đưa ra một cái lập thuyết mà chúng ta tìm thấy trong Đại Trí Độ Luận hay là Kinh Bát Nhã, hoặc giả là chúng ta nghe nhiều về Trung Quán Lược, tức là tánh không. Thì quý vị, tánh không nếu mà nói theo cái ngôn ngữ bình thường được, đó là một cái nhìn rất là lãng mạn về sự chấm dứt năm uẩn. Chấm dứt năm uẩn có thi vị, chấm dứt năm uẩn có cái cách là nghe nó được trau chuốt, được vẽ vời. Nói một cách khác, ngài Long Thọ khi viết về Trung Quán Luận hay về Đại Trí Độ Luận hay là về giáo lý Bát Nhã đó, thì ngài Long Thọ làm một việc mà trong giáo lý truyền thống của Đạo Phật không nói đến, đó là cố gắng định nghĩa về Niết Bàn, cố gắng định nghĩa về tánh không, và cố gắng mô tả là sau khi giải thoát chúng ta là gì. Và đây là một cái nguyên nhân ly thân ly dị lớn nhất của Nam Tông và Bắc Tông. Dạ, Nam Tông không đá rộng tới điều đó, và dạ, giáo Nguyên Thủy không đá rộng đến có nói là chấm dứt đau khổ, nghĩa là như là nói là pháp hành bốn vô thường sanh diệt là tự tính. Dạ, rồi khi mà chấm dứt tất cả sanh và diệt đó thì được an lạc tịch tịnh. Nhưng mà không có đi xa hơn, không cố gắng là một cố gắng để minh họa, không cố gắng là một định nghĩa về Niết Bàn, về sự giải thoát. Nhưng mà Phật giáo bắt truyền, Phật giáo Đại Thừa được khai sinh đó, là nguyên quỷ, là cái căn bản là cố gắng tìm một cái định nghĩa, tìm một lời giải thích của Niết Bàn là gì, thì sau khi mình giải thoát là gì. Thí dụ như là Hòa Thượng tin rằng là Phật, sau khi Phật viên tịch thì Phật không có biến mất. Mà nếu Phật đã từng là cha, là mẹ, là con cái, là nô lệ cho chúng sinh thì Phật sẽ tiếp tục trở lại để làm việc đó. Thầy Phật giáo Bắc Tông thì thường rất là nổi bật ở trong phương diện nghĩa là Niết Bàn chỉ là một cái chỗ hương dưỡng, đi vào đó nghỉ ngơi một chút xíu, như ra xe ra dọc đường về đó ghé, nghỉ một chút rồi trở ra, lên xa lộ đi tiếp tục. À, do vậy Phật giáo Bắc truyền rất là đặc biệt chú trọng là
giải thích rằng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, bây giờ Ngài ở đâu, Ngài ra sao? Và Ngài đang ngồi ở trên các điện Phật, Ngài ở đâu đó? À, ví dụ trong kinh Hoa Nghiêm á, nói rằng thế giới này là luôn luôn vận hành bởi ba thứ là nghiệp lực, thần lực và quang minh lực. Nghiệp lực tức là cái sự hiện hữu của chúng sanh trong đời này. Thần lực tức là cái năng lực siêu nhiên của chư thần, chư thánh, chư thiên v.v. Và quang minh lực tức là lực của chư Phật. Mặc dù chư Phật đã xuất hiện rồi đã tê viên tịch, nhưng mà cái quang minh lực là cái lực của chư Phật vẫn bao trùm lấy thế giới này. Đó là điều mà chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo Đại thừa. Thì nếu quý vị hỏi chúng tôi thế nào là sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại thừa, thì chúng tôi phải nói một điều rằng nó manh nha từ vấn đề là Phật giáo Nguyên Thủy chỉ trung thành với lời đi của Phật dạy. Đức Phật dạy về sự khổ chỉ diệt khổ. À, bây giờ mình khổ lo gì khổ đi. Còn sau khi diệt khổ rồi, sau khi chứng đắc Niết Bàn rồi ra sao, cái chuyện đó đừng đổi tới. Và nó vượt ngoài. Thật ra không nên nói rằng nó là Như Lai tồn tại sau khi chết cũng sai, mà Như Lai không tồn tại sau khi chết cũng sai. Một lần Đức Phật dạy Ngài giảng cho Ngài Anuruddha là không thể nói tìm ở Như Lai ở sắc quẩn, ở thọ quẩn, ở tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn được. Không phải tìm thấy Như Lai ở 32 tướng tốt, không phải tìm thấy Như Lai ở trí tuệ cao cả. À, nếu mà lấy những cái đó gọi là Như Lai thì sau khi Như Lai bị Như Lai không là Như Lai nữa. Thì đây là vấn đề rất là khó. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy không nói rằng Đức Phật tồn tại hay không tồn tại. Quý vị nhớ rằng đừng nói là Như Lai tồn tại hay không tồn tại, Đức Phật thì không dạy như vậy. Và cái approach, một cái phương thức của Phật giáo Nguyên Thủy đối với cứu cánh đơn giản là giải thoát là diệt khổ, giải thoát là cắt đứt phiền não kiết sử, thì như vậy là đủ, không cần phải đi xa hơn. Nhưng mà điều đó khiến cho các nhà Phật giáo Đại thừa không có cam tâm. Nói như vậy nó không có thỏa mãn, nói vậy không có đủ, tôi còn muốn cái gì thêm nữa chứ. Thật ra chúng tôi nhắc quý vị một việc đó là Chư Tăng, và đặc biệt là Chư Tăng Nam Tông mà học Thắng Pháp A Phi Thâm á, thì thường rơi vào cái nhìn là Niết Bàn là sự đoạn diệt. Niết Bàn thì ta, lý do đó hồi nãy chúng tôi đã hỏi sự tổ học tinh là nếu Niết Bàn chỉ đơn giản là sự đoạn diệt của hữu vi đó, thì Niết Bàn có được kể là một ở trong bốn pháp chân đế hay không? Thật ra đây là điểm mà chúng ta không thấy được. Nếu Niết Bàn chỉ đơn thuần là sự diệt tận danh pháp và sắc pháp thì không cần phải nêu lên Niết Bàn là một trong bốn pháp chân đế. Không cần phải nêu lên pháp chân đế. Nhưng mà nếu mà nói rằng như vậy á, thì sau khi năm quận chấm dứt thì Niết Bàn là cái gì? Thì Ngài Thánh Ni Thamidina khuyên là nên dừng lại, đừng đi xa hơn nữa. Dạ, nên dừng lại. Khi mà Thiện Nam Quý Sa Khá hỏi, Thánh Ni nói dừng lại. Và khi Thánh Ni Thiện Nam Quý Sa Khá đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng nếu người hỏi Như Lai nha, trả lời giống hệt như vậy. Giống hệt như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Một cái đứa nhỏ nó ham chơi, một đứa nhỏ nó ở dơ, một đứa nhỏ nó không biết quý vị có biết không, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi hay thích leo trên cây nhảy xuống nước, nhưng mà không biết là không cần biết ở dưới nước nó có gai có gì, thì thứ vì thân mẫu chúng tôi rầy nó không được nhảy như vậy, tại vì mình không biết ở dưới là leo lên nhảy xuống lỡ nó đập cái gì sao, thì chúng tôi cảm thấy thân mẫu chúng tôi rất là khó. Tại sao mà mình phải quan tâm đến cái tai họa? Tại sao? Nhưng mà dần dần mới biết lớn lên rằng đó là cái lời giải rất là xác suốt. Đức Phật Ngài chỉ dạy chúng ta về cái hiểm họa của ngũ uẩn, hiểm họa của trầm luân sanh tử, cái hiểm họa của phiền não, và chúng ta nên nhìn vào điểm đó hơn là cái vấn đề rằng ồ, nếu mà mình cẩn thận như vậy sao mình được cái gì? Đôi khi không được gì hết. Giống như hồi nhỏ thân mẫu chúng tôi nói đừng có leo cây, nhảy từ trên nhánh cây xuống, rồi mình dạ, nhưng mà ra đó mình cũng bất mãn, mình nói rằng bây giờ mình làm theo lời mẹ dạy được cái gì? Không được cái gì hết. Có nghĩa là không được leo cây, không được nhảy xuống, không được lội, và từ chỗ đó bỏ đi về, tức là không được gì hết. Thì chúng ta cứ hiểu cách đơn thuần là nghe lời mẹ dạy tức là không được gì hết, hay là chúng ta hiểu đơn thuần là
tôn sư Đức Phật là từ bỏ phiền não rồi mình không được gì hết. Bởi vì người ta có câu nói, người ta nói là thà chịu khổ hơn chịu lỗ, thà là mình có thân ngũ quẩn mà mình khổ hơn là mình không có thân ngũ quẩn, không có gì hết. Nhưng không phải vậy. Thưa quý vị, chúng ta nên nhớ cái phương thức của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đó là cái phương thức thực tiễn. Dạ, chúng tôi nói phương thức thực tiễn ở đây là mình bệnh đến gặp bác sĩ, thì công việc bác sĩ đó là nói chúng ta biết bệnh gì và làm sao đi chữa bệnh và chữa bệnh. Nhưng hỏi bác sĩ rằng nhưng mà tôi hơi trị hết bệnh này rồi tôi sẽ ra sao, thì cái chuyện đó nó phải câu hỏi đáng hỏi. Nói nghe thì kỳ nhưng mà anh thích bệnh ra sao kệ anh chứ, nhưng mà chuyện đầu tiên là bệnh phải trị bệnh trước. Nhưng mà chúng ta không có hiểu chuyện đó. Chúng ta có đề rằng đồng ý là mình tu, mình nên bỏ giữ làm lành, mình tu mình diệt phiền não. Nhưng mà sau khi diệt phiền não hết vô minh ái dục, tại vì trầm luân sanh tử năm quẩn nó là sản phẩm của vô minh ái dục. Bởi hết trầm luân sanh tử thì tôi có còn là tôi không? tôi có còn là tôi không? Cái câu đó là câu rất là dễ sợ. Và nhiều người theo quan điểm là còn chứ, câu trả lời còn chứ là câu trả lời rất là sai. Tại vì còn là còn cái gì? Còn nóng quẩn. Cái còn gì mới đi? Chúng ta nghĩ về Đức Phật là nghĩ về sắc thọ tưởng hành thức. Vì nó còn cái còn nóng quẩn, mà nó không còn chứ không còn nóng quẩn, thì cả hai cái còn và không còn nó đều là sai hết. Do vậy, chúng ta cần phải nhắc nhở một điều rằng những gì Đức Thế Tôn trả lời thì ghi nhận Đức Thế Tôn trả lời, và những gì Đức Thế Tôn không trả lời là Đức Thế Tôn không trả lời. Và điều mà Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai không nói là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sự chất là Như Lai không nói. Nhưng mà cái cực đoan của Phật giáo Bắc Tông là cố gắng để giải thích rằng Như Lai có tồn tại sự chất, và cái cực đoan của một số nhà sư Nam Tông đó là Như Lai không có tồn tại sự chất. Chúng tôi nói giờ không biết là làm cho quý vị bối rối không, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng hai cái nhìn đó đều rất là sai ở căn bản đó, là Đức Phật Ngài đã không trả lời câu đó. Như Lai không có nói là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Thì bây giờ, thưa quý vị, ngoại đạo xuyên đặt Đức Phật là Đức Thế Tôn chỉ dạy về hư vô vô, dạy về sự đoạn diệt. Nhưng mà không may, cái đó cũng là cái nhìn của một số nhà sư Nam Tông. Chúng tôi nói nhà sư Nam Tông cũng nhìn như vậy, cứ giảng là Niết Bàn là chấm dứt nông quẩn, và khi chấm dứt nông quẩn không còn gì, thì cái đó cũng là cái gì sai. Bởi vì ngày xưa đó, khi chúng tôi ở gần Ngài Tây Sự đó, chúng tôi lấy câu nói rằng nói là Niết Bàn là vô ngã, thì Ngài nói rằng nói đừng nói như vậy, Niết Bàn có gì là vô ngã, là hữu ngã. Nói Niết Bàn hữu ngã cũng sai, nếu Niết Bàn vô ngã cũng sai, cái vô ngã hữu ngã không thể đem để nói với Niết Bàn. Thì thưa quý vị, rất là đơn giản như vậy. Chúng ta mới lớn lên đi vào cuộc đời đó, thì ai cũng mong có thành đạt, có sự nghiệp. Tôi phải là thế này, tôi phải là thế kia. Lúc bây giờ có một ông cụ bà lão nói với chúng ta là với kinh nghiệm cuộc đời dài của họ đó, là mình đi vào cuộc đời mà mình càng nặng về cái tôi, cái ta thì mình càng khổ. Bớt đi cái tôi, cái ta thì cũng khổ. Thật ra với một thanh niên, một thiếu nữ mới ra trường, một tương lai sáng lạn trước mặt và một cuộc đời đầy màu hồng, mà bảo rằng bỏ cái tôi, cái ta đi, đừng nghĩ tới, là chuyện không tưởng. Không tưởng, không nghĩ được. Không bao giờ nghĩ được chuyện đó hết. Tại vì sao vậy? Tất cả những gì mà chúng ta nghĩ về hạnh phúc là đều nghĩ đến tôi và của tôi hết. Dạ, tôi là ai, tôi sẽ là gì? Nói về học vị, nói về địa vị, nói về sự nghiệp, nói về hơn thua thành bại, tất cả đều dựa trên cái tôi và cái của tôi. Bây giờ không có cái đó thì chúng ta ra sao? Thì chúng ta hụt chết. Không cái đó ra sao thì chúng ta sẽ trống rỗng. Bởi vì thưa quý vị, bây giờ là ở tại nước Mỹ, người ta không còn, đa số người ta không còn quan trọng đến cái chuyện là cái gọi là đúng sai, mà tôi quan trọng tôi là ai. Tôi là ai? Tôi là dân chủ, tôi là cộng hòa, tôi là ủng hộ bên này, tôi ủng hộ bên kia. Và khi tôi là ai nó quan trọng rồi đó, thì
Quan trọng là sao cái tôi được thắng thôi. Thì mà cái tôi đó đúng hay sai phải không cần biết, nhưng quan trọng là được thắng. Và nó là một cái dấu hiệu của một sự suy thoái về tư duy của nhân loại. Người ta nói như vậy là con người, và đặc biệt ở tại Hoa Kỳ, người ta đã đi đến độ mà hoặc là anh đúng anh bắt, hoặc anh sai hết. Nếu anh không phải là bạn thì anh là thù. Dạ, giống như anh không phải là bạn thì là thù. Dạ, nếu anh không ủng hộ ông Trump tức là anh chống ông Trump, và nếu anh chống ông Trump tức là anh chống nước Mỹ. Thí dụ như vậy, những quan niệm như vậy nó đã trở thành một cái gì rất là hình thành. Nhưng mà thật ra tất cả những cái khung đó nó không phải là cái này là cái kia, không phải là kia là cái đó, thì nó chỉ là một cái self identity. Nó có quan trọng, nó có quan trọng, mà cái quan trọng là lúc nào mà chúng ta không còn bị bám víu, không còn bị chấp thụ vào những thứ đó, thì nó là một sự yên lặng, một cái sự im lặng mà Đức Phật gọi là giống cái chuông bị bể vậy đó, mà là một sự im lặng thâm sâu, rất là khó hiểu. Điều này khó hiểu. Thế giới này là một thế giới cuồng nhiệt của những cái vũ lực, của những cái quan niệm cái này đúng cái kia sai, nhưng mà thế giới này không quan trọng ở một cái tâm thức có khả năng im lặng không chấp thụ. Cái khả năng đó nó khó hiểu lắm. Như chúng tôi nói rằng một người mà mới đi vòng tròn cuộc đời đó hay đặt nặng về hơn thua tranh chấp nhân ngã bỉ tử, nhưng bỏ rằng không nên sống với cái ta nhiều quá, không nên sống cái ta của ta nhiều lắm. Nghe thì cũng có thể có lý đó, nhưng mà thật ra mình không hiểu đó là cái gì. Mình không hiểu là khi mình sống không có cái ta không của ta thì mình còn cái gì. Thật ra đây đó là vấn đề. Thứ gì hôm nay Đức Phật ngày chúng ta học về kinh ví dụ bắt rắn. Con rắn mà chúng ta không có bắt rắn tay mình, ai mà có hiểu biết về chuyện bắt rắn là biết chuyện đó. Dạ, nắm cái đuôi của, nắm cái mình của nó mà không có nắm đúng cái đầu nó quay lại nó cắn, phải nắm ngay cổ của nó, nắm ngay cổ của nó sát cái đầu của nó thì nó không có cắn được. Ngay cả mình học giáo pháp phải cẩn thận, có những cạm bẫy rất lớn, cạm bẫy rất lớn. Chúng tôi thưa rằng chúng tôi có quen với những vị bậc thầy của chúng tôi đó, mà cái quan niệm đó nó vẫn còn nằm ở trong một trong hai thứ này thôi, hoặc là có hoặc là không, rất là dễ sợ. Thưa vị, đó là một vài điều chúng tôi muốn chia sẻ ở trong cuốn của bài kinh người bắt rắn, ví dụ con rắn. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ bước sang bài kinh mới. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Con thanh thị, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sứ Ngôn Nhiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, viện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Sanyino hati yeya sata sanyino katam guya.